Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 30. Diệp Quân cười nói, ta thấy vị chủ nhân bút đại đạo này là người mang khí phách phi thường, không phải hạng hẹp hòi gì, thiên tài tuyệt thế như vậy sao có thể để ý mấy lời của người thường. Hơn nữa, cá nhân ta vẫn luôn vô cùng sùng bái người đó, có thể sáng tạo ra một nền văn minh độc đáo như vậy, từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể làm được. Tiểu Tháp nói, bây giờ có nịnh bợ, người ta cũng không nghe thấy. Đúng lúc này, đạo ấn đột nhiên xuất hiện giữa hai chân mày của Diệp Quân, nó hơi chấn động một chút rồi lại chậm rãi biến mất. Diệp Quân sửng sốt. Tiểu Tháp trầm giọng, hình như ông ta nghe được đấy. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, có thể thấy được, vị chủ nhân bút đại đạo này khá là thân thiện với tên nhóc đó. Tiểu Tháp đột nhiên hóa thành một bóng mờ, xuất hiện cách Diệp Quân không xa. Diệp Quân nhìn về phía Tiểu Tháp, hỏi Tháp gia. Người định làm gì? Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, đọc sách. Nó quyết định phải đọc nhiều sách chút. Có văn hóa thì nịnh bợ mới có tác dụng. Không như mình, quanh đi quẩn lại chỉ biết nói, ối chao, ngươi ngầu quá, thiệt quá đỉnh, vô cùng lợi hại luôn. Nghe Tháp gia nói thế, Diệp Quân chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp tục đọc sách. Vì thời gian trong tháp không giống dòng thời gian bên ngoài nên Diệp Quân ở trong tháp đọc sách mấy năm, ngoài việc đọc sách, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tu luyện, tuy cảnh giới kiếm đạo chưa tăng nhưng hắn cũng từ cảnh giới nhân tiên lên cảnh giới địa tiên, ngoài ra, một số kiếm kỹ và võ kỹ cũng được tăng mạnh. Đương nhiên, thành tựu lớn nhất vẫn là sách, gần 5 năm này, hắn đã đọc xong toàn bộ sách ở đây, là một người tu hành, dĩ nhiên tốc độ đọc sách cũng rất nhanh, đồng thời cũng có năng lực đọc qua là nhớ. Ngày hôm nay, Diệp Quân ra khỏi tiểu tháp, vừa đi ra liền gặp ngay Nạp Lan Ca. Hôm nay, Nạp Lan Ca mặc một bộ váy dài màu trắng như tuyết, không điểm trang quá nhiều, trông vô cùng thuần khiết. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, cười nói, thấy dường như huynh đang bận nên không quấy rầy huynh. Diệp Quân cười cười, bước tới cạnh Nạp Lan Ca, kéo tay cô và hỏi, đã nói những gì với đạo sư rồi? Nạp Lan Ca trừng mắt với hắn, bí mật. Diệp Quân cười lớn, không hỏi gì thêm. Nạp Lan Ca cười nói, hôn lễ của chúng ta, huynh còn định mời thêm ai không? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi nói, Tiêu Qua, Mạc Nhã cô nương, lão tiền bối trông tháp, ông phó của Thanh Châu, Hám Tông, Tư Thông Thiên. Hắn kể mấy cái tên, tất cả đều là người từng giúp đỡ hắn. Nạp Lan Ca chớp mắt, còn ai nữa không? Diệp Quân cười bảo, hết rồi. Nạp Lan Ca nhẩm lại một lát rồi gật đầu, những người huynh vừa nói đến, muội đã cho viện chủ Ám U viện đi mời rồi. Diệp Quân kinh ngạc nhìn cô. Nạp Lan Ca cười nói, còn nữa không? Diệp Quân lắc đầu, hết rồi. Nạp Lan Ca trầm ngâm chốc lát rồi cười bảo, vậy được rồi. Cô kéo tay Diệp Quân đi ra ngoài. Hai người thong thả dạo bước bên sườn núi, Nạp Lan Ca nhìn lên biển mây nơi chân trời, nói, mẫu thân bảo. Lần này có vài người thân muốn tới. Diệp Quân sửng sốt, còn có người thân khác. Nạp Lan Ca gật đầu, đúng vậy, muội có hỏi mẫu thân, nhưng người không nói, chỉ bảo rằng đến khi đó sẽ giới thiệu cho huynh làm quen. Diệp Quân cười nói, như vậy bỗng làm huynh cũng thấy mong đợi đấy. Nói đoạn, hắn lấy kiếm hành đạo ra, khóe miệng hơi cong lên. Lần này, sẽ có rất nhiều người thân tới góp mặt nhỉ. Nạp Lan Ca lại nói, dạo này bên chân vũ trụ có động thái lạ, chân vũ trụ tập kết hàng trăm vạn cường giả ở chiến trường hư chân. Nghe nói vậy, Diệp Quân lập tức nhíu mày. Nạp Lan Ca lại nói, hơn nữa, số lượng cường giả vẫn ngày một nhiều lên, song muội nghĩ có điều kỳ lạ ở đây. Bởi vì nếu muốn tấn công thì không nên gióng trống khua chiêng như thế mà nên âm thầm tập kết, đánh úp ngay vào ngày chúng ta thành hôn mới đúng chứ. Diệp Quân nắm tay cô. Cười bảo, chớ để ý đến những chuyện như thế nữa làm gì, dù sao ngày đó cha mẹ cùng với các vị cha chú đều có mặt, chúng ta chỉ cần lo thành hôn và vào động phòng là đủ, những việc còn lại không cần quan tâm đến. Vào động phòng. Gò má Nạp Lan Ca thoáng ửng hồng, cô liếc sang Diệp Quân một cái, ánh mắt thẹn thùng. Tuy đôi khi cô cũng dùng những ngôn từ táo bạo một chút nhưng thực chất cũng chỉ là lời nói trên đầu môi, chưa từng được thực hành. Nghe nói sẽ hơi đau. Không biết rốt cuộc đau đến mức nào. Nghĩ đến đó, chợt cô bắt đầu thấp thỏm lo lắng, thầm nhủ, có lẽ nên chuẩn bị chút thuốc chữa thương cấp đế nhỉ. Không biết một viên có đủ hay chưa.
Diệp Quân không biết giai nhân trước mặt mình đang nghĩ gì, nhưng nhìn gương mặt đầy thẹn thùng của Nạp Lan ca, hắn bỗng hơi bất ngờ, tiểu ca, muội đang nghĩ gì vậy? Nạp Lan ca ngại ngùng chừng hắn một cái, sẵn giọng, liên quan gì đến huynh? Diệp Quân ngớ người, chẳng hiểu mô tê gì. Còn một ngày nữa mới tới ngày thành hôn, hai người không trở về thành hoang cổ mà tiếp tục ở lại thư viện quan huyên chơi. Vì có tần quan nên bọn họ không cần phải lo quản lý thư viện và tiên bảo các, coi như là nghỉ phép. Cả ngày hai người dính lấy nhau như hình với bóng, thỉnh thoảng hôn một cái, ôm một cái. Đương nhiên, còn những chuyện đặc biệt thì phải làm ở những nơi đặc biệt mới được. Bác Thiên Giới. Trong một mảng hư không, Bác Thiên Đạo ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước ngực, xung quanh ông ta tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, thời không xung quanh không thể chịu đựng nổi luồng khí tức này nên dần dần trở nên hư ảo thấu suốt. Có 10 cường giả siêu cấp đứng sau lưng Bác Thiên Đạo. 10 vị tuế nguyệt đại đế. Khí tức của ai cũng thâm sâu như biển, vô cùng khiếp người. Mà sau lưng 10 vị tuế nguyệt đại đế còn có cường giả của tộc Bác Thiên, những cường giả này đều tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thoạt nhìn biết ngay là cường giả tinh anh của tộc Bác Thiên. Đúng lúc này, Bác Thiên Đạo chậm rãi mở mắt ra, chớp mắt, thời không xung quanh ông ta đều tịch diệt. Một luồng khí tức ghê gớm lan tràn ra xung quanh, 10 vị tuế nguyệt đại đế kia không chống lại được luồng khí tức này bèn liên tục lùi ra sau nghìn trượng, còn những cường giả của tộc Bác Thiên thì phải lùi những vạn trượng. Tất cả cường giả tộc Bác Thiên đều nhìn Bác Thiên Đạo ở đằng xa với vẻ mặt kinh hãi và chấn động. Bác Thiên Đạo hít sâu vào một hơi, ông ta khẽ siết tay lại, cái siết tay này khiến cả Bác Thiên Giới rung lên kịch liệt, một luồng uy lực khủng bố đè ép lên người của tất cả cường giả tộc Bác Thiên. Bấy giờ, tất cả cường giả trong tộc đều cảm thấy khó thở như bị đuối nước. Sắc mặt của bọn họ đều trở nên nặng nề, nhưng ngay sau đó, họ lập tức vui mừng. Vì điều này có nghĩa là thực lực của Bác Thiên Đạo đang dần dần hồi phục. Lúc này, Bác Thiên Đạo khẽ phất tay phải, những áp lực vô hình trong trời đất kia lập tức tan biến. Một cường giả trong tộc Bác Thiên vội vàng khom người bái, chúc mừng lão tổ. Những cường giả khác cũng lục tục bái theo. Bác Thiên Đạo mỉm cười nói, chẳng có gì để mừng cả, bây giờ chỉ mới khôi phục được 4 phần thực lực mà thôi. Nói đoạn, ông ta như nhớ ra điều gì. Nụ cười trên mặt bất chợt trở nên lạnh lẽo, mang theo sát ý, nếu để ta gặp lại con yêu thú nghiệt xúc kia thì ta sẽ xé xác nó ra. Hôm đó bị nhị nha khống chế, ông ta vẫn luôn ghim trong bụng chuyện này. Bức bối quá đi mất. Tất cả cường giả tộc Bác Thiên nghe Bác Thiên Đạo nói mới khôi phục được 4 phần thực lực thì lại càng vui mừng khôn xiết. Trước đó, Bác Thiên Đạo mới lấy lại được 3 phần thực lực mà đã có thể dễ dàng giết chết đại đế. Bây giờ thực lực lại tăng lên, chắc là sẽ giết mệnh vận đại đế dễ như trở bàn tay thôi. Đúng lúc này, Bác Thiên Đạo bỗng nói, chân vũ trụ có hành động gì không? Một ông lão tộc Bác Thiên vội đáp, vừa nhận được tin là chân vũ trụ đã tập kết 100 vạn cường giả ở chiến trường hư chân, hơn nữa cường giả tới ngày càng nhiều, có vẻ chân vũ trụ muốn nhân lúc Diệp Quân thành thân tấn công vũ trụ quan huyên. Nghe thế, Bác Thiên Đạo bỗng nở nụ cười, như nghĩ ra điều gì? Ông ta chợt nhíu mày, vẫn không thể lơ là được, vũ trụ quan huyên này cũng có bản lĩnh lắm, vậy nên. Nói rồi ông ta nheo mắt lại, ta quyết định dẫn theo nhiều cường giả hơn, tránh lại xảy ra điều gì bất ngờ. Ông lão tộc Bác Thiên kia hỏi, dẫn theo bao nhiêu cường giả? Bác Thiên Đạo khẽ cười chứ không đáp lời, ánh mắt sâu thâm khó lường. Lần này ông ta muốn diệt gọn cả vũ trụ quan huyên. Ở Nam Châu, vũ trụ quan huyên. Sau khi dạo chơi trong thư viện một ngày, Diệp Quân dẫn Nạp Lan ca trở về thành hoang cổ, mà khi hai người về tới nơi thì đều ngây ra như phỗng. Thành hoang cổ lúc này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thành hoang cổ rộng hơn trước gấp 100 lần, mấy nghìn ngọn núi lớn quanh thành hoang cổ đã bị san bằng. Tường thành cao đến 100 trượng, mở rộng hơn gấp 10 lần so với trước đây. Trên tường thành dán chữ hỷ thật lớn, bên trong thành nhà cao tầng mọc san sát. Mỗi tòa nhà đều treo đèn đỏ và dán chữ hỷ rất to. Trông cảnh tượng rất hân hoan. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng thành đến Diệp Phủ. Mà lúc này, Diệp Phủ cũng có thay đổi rất lớn. Diệp Phủ đã rộng lớn hơn trước đây cả 100 lần, nằm ở địa thế đẹp nhất trong thành. Trên tầng mây, Diệp Quân và Nạp Lan ca ngây ngốc nhìn xuống thành hoang cổ bên dưới.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền sao? Quá khủng bố! Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều không thể ngờ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi mà thành hoang cổ đã thay đổi lớn đến nhường này. Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Diệp Quân cùng Nạp Lan Ca xuất hiện ở Diệp Phủ, bây giờ người trong Diệp Phủ ai nấy đều bận rộn trong niềm hân hoan. Vì mấy ngày nay Tiên Bảo Các trả công cho họ gấp 10 lần ngày thường. Lúc nhìn thấy Diệp Quân và Nạp Lan Ca, bọn họ đều đồng loạt hành lễ. Diệp Quân nhìn họ, cười nói, mọi người cứ làm việc đi. Mọi người đều lui xuống. Diệp Quân đưa Nạp Lan Ca tới chỗ ở của mình lúc trước. Mà khi đến đây, bọn họ lại được một phen kinh ngạc, vì chỗ của Diệp Quân ở đã biến thành một đại viện siêu to. Đại viện này còn to hơn cả Diệp Phủ lúc trước. Cuộc sống của người giàu. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sức mạnh của đồng tiền rồi. Trong phòng đã được bày biện xong cả, một chiếc giường cưới lớn xuất hiện trước mặt hai người, chăn gối trên giường đều có màu đỏ thắm, phía trên giường còn có tranh của Diệp Quân và Nạp Lan Ca, đúng là trai tài gái sắc. Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn nhìn bức tranh hỏi, đây là phong tục gì vậy? Tiểu Tháp bỗng nói, phong tục của hệ Ngân Hà đấy, mẫu thân của ngươi tới từ hệ Ngân Hà mà. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn xung quanh thấy những quả bong bóng lơ lửng khắp nơi. Trông rất mới mẻ. Diệp Quân quay đầu nhìn Nạp Lan Ca, muội thích không? Nạp Lan Ca tươi cười, thích ạ. Diệp Quân cười ha ha, hắn kéo Nạp Lan Ca tới bên giường, nhìn mọi thứ, hắn cảm thấy lòng mình ấm áp. Mẫu thân nhọc lòng quá. Đúng lúc này, một người phụ nữ bỗng bước vào, chính là Tần Quan. Thấy Tần Quan, Diệp Quân khẽ cười gọi, mẹ. Nghe Diệp Quân gọi, Tần Quan mỉm cười, về rồi à? Diệp Quân gật đầu, vâng ạ. Tần Quan bước tới trước mặt hai người, nói, mai chính là ngày đại hôn của con, theo phong tục chỗ bọn ta thì tiểu ca phải ở tộc Nạp Lan, sau đó chúng ta sẽ tới đó rước dâu, thế nên tối nay hai đứa không được ở bên nhau. Diệp Quân cười nói, vâng. Nạp Lan Ca cũng khẽ gật đầu, vâng. Tần Quan nắm lấy tay Nạp Lan Ca, cười bảo, sau khi về tộc Nạp Lan, con không cần lo gì nữa cả, mẹ đã sắp xếp cả rồi. Nạp Lan Ca gật đầu, con nghe theo mẹ ạ. Tần Quan mỉm cười hài lòng, tốt, tốt lắm. Đoạn, bà nhìn Diệp Quân, đi dạo với mẹ, mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con lắm. Diệp Quân gật đầu, vâng. Nạp Lan Ca nói, vậy con về tộc Nạp Lan trước. Tần Quan lắc đầu cười, bà ấy kéo tay Nạp Lan Ca, con không phải là người ngoài, không cần phải tránh mặt. Cả nhà chúng ta cùng đi dạo. Cả nhà. Nghe thế. Nạp Lan Ca cười rạng rỡ. Sau khi ba người rời khỏi đại viện thì đi về phía bên hồ. Tần Quan đi chính giữa, bà ấy cầm tay hai người, khẽ nói, ta biết bây giờ để các con tiếp quản thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, để các con đối diện với chân vũ trụ là áp lực rất lớn đối với các con, nhưng ta cũng hết cách rồi. Diệp Quân hỏi, mẹ, có chuyện gì mà bọn con không biết hả? Diệp Quân gật đầu, chuyện rất phức tạp. Còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của mẹ và cha con. Diệp Quân nhíu mày, có phải là chân thần không ạ? Diệp Quân nói, vị chân thần kia chỉ là một phần lý do thôi, còn một lý do nữa là chủ nhân bút đại đạo đang sắp đặt. Diệp Quân hơi khó hiểu, sắp đặt ạ? Tần Quan khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, bà ấy nhìn Diệp Quân, con đường tương lai của con sẽ khó khăn muôn vàn. Diệp Quân trầm ngâm một lúc rồi cười nói, không sao mẹ ạ. Con và tiểu ca sẽ gánh vác vũ trụ Quan Huyên. Tần Quan khẽ cười, mẹ tin các con. Diệp Quân bỗng hỏi, mẹ từng gặp chân thần chưa? Tần Quan gật đầu, gặp rồi. Diệp Quân hỏi, rốt cuộc bà ta là người như thế nào? Tần Quan, một người giống kiểu người như cô của con. Diệp Quân sững sờ. Tần Quan cười nói, cô của con là một người cực đoan, trong mắt muội ấy. Ngoài cha con ra thì những người khác đều là loài run rế, khi muội ấy tàn độc thì có thể giết chính mình nữa. Có thể giết chính mình. Diệp Quân được mặt ra rồi lắc đầu cười, chuyện này. Tần Quan nói, cô, ông nội, và một bác cả mà con chưa từng được gặp, ba người họ rất không hợp tính nhau, từ rất lâu trước đây bọn họ đã rất muốn đánh nhau rồi. Mà bây giờ, sau khi cha con phá thần, bọn họ không còn gì kiêng dè nữa, nên đã bắt đầu đấu nhau rồi. Bà ấy thở dài, đau đầu lắm,
bây giờ họ đang ở ngoài biên giới phía nam của vũ trụ, biên giới vũ trụ bên đó đang không ngừng sụp đổ. Vì bên này có bố con và con nên bọn họ mới cố tình kiềm chế bất lại, nếu không vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ đã bị đánh tan thành xương khói từ lâu rồi. Diệp Quân thầm chấn động. Biên giới vũ trụ không ngừng sụp đổ. Là không ngừng. Chứ không phải chỉ một lần sụp đổ. Ba vị đại lão này đang mở rộng bờ cõi sao. Tần Quan nhìn Diệp Quân, chắc còn biết chuyện vị chân thần kia đang trấn áp vũ trụ kiếp chứ. Diệp Quân gật đầu, con biết ạ. Tần Quan do dự rồi khẽ thở dài. Diệp Quân hỏi, sao vậy ạ? Tần Quan cười nói, điều mẹ và cha con lo nhất không phải là chân thần mà là chủ nhân bút đại đạo, đây cũng là lý do cha con để cô của con bảo vệ con. Diệp Quân bỗng nói, hay là, đã không làm thì thôi, làm thì làm cho chót, diệt luôn chủ nhân bút đại đạo đi, trừ mối họa về sau. Tiểu Tháp, nghe Diệp Quân nói vậy, Tần Quan lắc đầu cười, nếu dễ diệt như vậy thì đã diệt từ sớm rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân cười gượng, thật ra hắn cũng có ấn tượng khá tốt với chủ nhân bút đại đạo, đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được đối phương thật sự không đơn giản, như đang chủ mưu tính kế gì đó. Mà mưu kế của đại lão cấp bậc này, chắc chắn bây giờ hắn không thể nhìn thấu được. Hắn cũng không muốn quan tâm. Đại lão cấp bậc này để cha mẹ đối phó thì hơn. Lúc này, Tần Quan bỗng nói, không nói mấy chuyện này nữa, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là chuyện hôn sự của hai đứa. Mai là ngày đại hôn, tối nay hai đứa chuẩn bị cho kỹ. Diệp Quân cười đáp, dạ. Nạp Lan Ca cũng khẽ gật đầu, cô vừa mong chờ vừa thấy hồi hộp. Lần đầu mà. Tần Quan nhìn Diệp Quân, thằng nhóc, ta muốn tâm sự riêng với thê tử của con. Diệp Quân ngơ người. Tần Quan cười hỏi, được chứ? Diệp Quân, vâng ạ. Nói xong hắn lui xuống. Diệp Quân đi sang một bên, lòng thầm hỏi, Tháp gia. Người có nghe lén được không? Tiểu Tháp, có phải ngươi muốn ta chết không? Diệp Quân. Ở phía xa, Tần Quan nắm tay Nạp Lan Ca đi về phía xa, Nạp Lan Ca chỉ im lặng nhìn Tần Quan. Tần Quan cười nói, có thấy áp lực không? Nạp Lan Ca gật đầu, có ạ. Tần Quan khẽ cười gọi, Tiểu Ái. Vừa dứt lời, Tiểu Ái bỗng xuất hiện bên cạnh Tần Quan, Tiểu Ái khom người hành lễ với Tần Quan. Tần Quan nhìn Tiểu Ái, từ bây giờ, mệnh lệnh của Tiểu Ca chính là mệnh lệnh của ta. Tiểu Ái gật đầu, tuân lệnh. Tần Quan nhìn Nạp Lan Ca, chân thành nói, đồ vật trong túi vải có lực sát thương rất lớn nên bây giờ con vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được. Nhưng không sao cả, từ bây giờ, Tiểu Ái sẽ giúp con nâng cao thực lực, đồng thời sẽ chỉ cho con cách dùng những vật này. Nạp Lan Ca mỉm cười, vâng ạ. Tần Quan dặn dò, là phu nhân viện trưởng thư viện quan huyên, không có thực lực là không được. Nếu không có thực lực thì sẽ có một số người không tôn kính con, cho rằng con dễ qua mặt, thế nên con phải chăm chỉ học tập cách điều khiển những vũ khí trong túi vải với Tiểu Ái. Nạp Lan Ca gật đầu, vâng thưa mẹ. Tần Quan mỉm cười rồi lại nói, nắm trong tay hai thế lực lớn, chắc chắn ban đầu sẽ rất khó khăn, nhưng không sao cả, con cứ từ từ làm quen, có mẹ sau lưng ủng hộ con. Nghe vậy, Nạp Lan Ca bỗng thấy lòng mình ấm áp, tuy chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng cô có thể cảm nhận được Tần Quan thật sự xem mình là người nhà. Tần Quan nắm tay Nạp Lan Ca đi về phía trước, thư viện và tiên bảo các đều rất phức tạp, tâm tính con lương thiện, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm của con. Con phải nhớ kỹ, nếu có người bằng mặt không bằng lòng với con, kẻ nên giết thì cứ giết, đừng mềm lòng. Đoạn, ánh mắt bà ấy bỗng trở nên hơi lạnh lùng. Chuyện ở thành Tiểu Quan lúc trước suýt chút đã phá hoại tình cảm mẹ con giữa bọn họ, điều này như cái gai trong lòng bà ấy. Ta bồi dưỡng các ngươi không phải để các ngươi ra oai phủ đầu con trai ta. Bây giờ cũng vậy, ta bồi dưỡng các ngươi không phải để các ngươi gây phiền phức cho con dâu ta. Trước kia, bà ấy còn muốn bảo vệ chúng sinh, bây giờ, bà ấy chỉ muốn con trai mình sống thật tốt. Những thứ khác chỉ là phù du. Con trai sống tốt là đủ. Nghe Tần Quan nói vậy, Nạp Lan Ca gật đầu, con hiểu rồi ạ. Tần Quan nhìn Nạp Lan Ca với nụ cười hiền hòa, bà ấy rất thích cô con dâu này. Xinh đẹp, nhìn xa trông rộng, quan trọng nhất là lúc con trai mình rơi xuống vực thẳm, con bé không dậu đổ bìm leo, hơn nữa còn từng xả thân cứu Diệp Quân.
yêu chim yêu cả lòng. Thế nên bà ấy thật sự thích Nạp Lan Ca từ tận đáy lòng. Hai người vừa tản bộ vừa tâm sự, không giống mẹ chồng con dâu mà giống tỉ muội hơn. Diệp Quân ở phía xa nhìn hai người, lòng thấy tò mò. Thê tử và mẹ mình đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Tiếc là Tháp Gia nhát gan, không dám nghe lén. Một lúc lâu sau, Tần Quan dừng bước, bà ấy quay đầu nhìn Diệp Quân, lại đây. Diệp Quân vội sang đó, Tần Quan, các con tâm sự đi, mẹ đi chuẩn bị chuyện ngày mai. Nói rồi bà ấy quay người rời đi. Sau khi Tần Quan đi, Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, mẹ đã nói gì với muội vậy? Nạp Lan Ca giơ chiếc túi vải trong tay lên, cười nói, mẹ bảo muội học cách sử dụng đồ trong chiếc túi này. Diệp Quân nhìn chiếc túi nhỏ, tò mò hỏi, trong đó có những gì? Nạp Lan Ca chớp mắt, không nói cho huynh biết. Diệp Quân bĩu môi, cái này vốn là của huynh mà. Nạp Lan Ca cười, bây giờ là của muội rồi. Diệp Quân bỗng ôm chầm lấy Nạp Lan Ca, cả muội cũng là của huynh. Mặt Nạp Lan Ca bỗng đỏ như cà chua chín. Lúc này, Tiểu Ái bên cạnh bỗng nói, tiểu chủ mẫu, nếu không có gì dặn dò thì ta có thể tạm thời rời đi không? Diệp Quân và Nạp Lan Ca vội tách ra, Diệp Quân cười gượng, quên mất vẫn còn có người. Tiểu Ái thản nhiên nói, ta không phải là người. Diệp Quân nín thinh. Tiểu Ái khẽ cười, nhìn Nạp Lan Ca, tiểu chủ mẫu, nếu có gì cần dặn dò thì cứ gọi tên ta, gọi lúc nào, ta xuất hiện lúc đấy. Nói rồi, Tiểu Ái biến mất. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, muội về Nạp Lan phủ đây. Diệp Quân, mai đợi huynh tới rước muội. Nạp Lan Ca nhoẻn miệng cười tươi, muội đợi huynh. Nói xong cô quay người rời đi. Sau khi Nạp Lan Ca đi, Diệp Quân hít sâu vào một hơi, sau đó quay người trở về viện của mình. Diệp Quân trở về đỉnh tu luyện nhưng lòng cứ không yên. Bây giờ, đầu óc hắn cứ nghĩ về chuyện thành thân ngày mai mãi. Diệp Quân bỗng hỏi, Tháp Gia, người từng thành thân chưa? Tiểu Tháp. Diệp Quân lắc đầu cười, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Nghiêm túc nói, Tháp Gia, ngày mai chân vũ trụ với vũ trụ Bác Thiên. Tiểu Tháp bỗng nói, ngày mai, ngươi là vô địch. Diệp Quân xứng người, xính lễ. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, thành hoang cổ đã huyên náo. Trước Diệp Phủ, Diệp Quân từ tốn bước ra. Hôm nay hắn mặc hôn phục đỏ, đầu đội mũ rồng, vốn hắn đã rất đẹp trai, hôm nay diện đồ lên thì càng không có đối thủ về mặt nhan sắc. Diệp Quân nhìn phía gần đó, đám Diệp Khải và Hám Tông đã đứng chờ từ sớm. Hôm nay là ngày vui của Diệp Quân, đương nhiên bọn họ phải góp mặt đầy đủ. Diệp Quân nhìn quanh, hắn thấy rất nhiều gương mặt thân quen, đương nhiên, cũng có một số người không đến. Lúc này, Diệp Khải bỗng dắt một con ngựa tới, y cười nói, Diệp Quân ca, đi thôi, đi rước dâu nào. Rước dâu. Diệp Quân thu hồi mạch suy nghĩ. Cười ha hả, đi thôi. Dứt lời, hắn nhún người nhảy lên ngựa. Diệp Khải cười lớn, đi. Nói đoạn, y dắt ngựa của Diệp Quân đi về phía xa, đám Hám Tông cũng vội nối gót đi theo, sau đám Hám Tông còn có con cháu Diệp tộc. Con cháu Diệp tộc lúc này vui mừng không để đâu cho hết. Diệp Quân thành thân ở Diệp tộc, điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là Diệp Quân luôn xem Diệp tộc là nhà của mình. Diệp tộc ngày nay tuy thực lực còn yếu nhưng lại có địa vị cực cao ở vũ trụ Quan Huyên. Những thế gia và tông môn khác nhìn người của Diệp tộc tưng bừng vui vẻ với ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Nhà họ Diệp này đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Số đỏ quá đi thôi. Nhưng bọn họ cũng nhìn nhận được, nhà họ Diệp có được ngày hôm nay cũng là nhờ Diệp Tiêu. Lúc xưa mà Diệp Tiêu hồ đồ một chút thì số nhà họ Diệp hiện nay không đỏ vậy đâu. Cũng chính vì vậy, tất cả thế gia và tông môn ở Nam Châu bây giờ đều dần dần trở nên nhân nghĩa hơn, dù có đệ tử trong tộc Thiên Phú kém hoặc vì vài nguyên nhân nào đó mà bị đình trệ trong việc tu hành thì bọn họ cũng sẽ không ghẻ lạnh vứt bỏ. Ai dám đảm bảo sẽ không xuất hiện Diệp Quân thứ hai chứ? Hơn nữa, đều là người nhà mình, không cần thiết phải chà đạp khi họ đang ở dưới đáy vực. Đặc biệt là lúc đối xử với người trong tộc, làm việc không được quá tuyệt tình, vạn sự phải chừa đường lui. Trên đường phố, Diệp Quân cưỡi ngựa, một đoàn người chậm rãi tới Nạp Lan Phủ. Hai bên đường là các đệ tử Kiếm Tông, dẫn đầu là Trần Quan Tử, sau lưng y là Viên Cung và Tần Tuyết. Hôm nay, tất
tất cả đệ tử kiếm tông đều có mặt ở đây. Chẳng bao lâu, đoàn Diệp Quân đã tới Nạp Lan Phủ cũng đã răng đèn kết hoa, hoành tráng tưng bừng. Bấy giờ, Nạp Lan Ca chậm rãi bước ra, hôm nay Nạp Lan Ca đội mũ phượng khăn trùm đỏ, tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng dung nhan của Nạp Lan Ca, ai ở Nam Châu không biết đâu chứ. Hôm nay Nạp Lan Ca và Diệp Quân thật sự là trai tài gái sắc. Lúc này, Nạp Lan Danh và một người phụ nữ xinh đẹp đi tới bên cạnh Nạp Lan Ca, hai người nắm tay Nạp Lan Ca đi tới trước mặt Diệp Quân. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, cha chỉ cần con đối tốt với con bé. Diệp Quân cầm tay Nạp Lan Ca rồi cùng cô quỳ xuống. Thấy vậy, Nạp Lan Danh vội ngăn, không được, tuyệt đối không được. Diệp Quân hiện nay có thân phận gì? Là vua của vũ trụ Quan Huyên. Là con trai của kiếm chủ nhân gian và tần các chủ. Sao có thể tùy tiện quỳ xuống được chứ? Nhưng Diệp Quân vẫn tiếp tục quỳ xuống, giây phút này, hắn chỉ là Diệp Quân, không phải là vua của vũ trụ Quan Huyên gì cả. Hắn thật sự có thiện cảm với tộc Nạp Lan. Hôm đó hắn tới đây từ hôn, tộc Nạp Lan không hề gây khó dễ gì hắn. Thấy Diệp Quân quỳ xuống, Nạp Lan Danh chợt thấy căng thẳng, phải biết rằng vô số cường giả đỉnh cấp đang tập họp quanh đây. Mà lúc này, Diệp Quân và Nạp Lan Ca vái lễ long trọng với Nạp Lan Danh, Diệp Quân nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, con sẽ đối xử thật tốt với tiểu ca. Nạp Lan Danh vội đỡ Diệp Quân dậy, khẽ cười, tốt. Tốt lắm. Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh cũng tươi cười rạng rỡ. Dưới tấm khăn trùm đỏ, thấy Diệp Quân tôn trọng cha mẹ mình thế này, Nạp Lan Ca cũng nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lúc nhìn Diệp Quân lại càng chan chứa yêu thương. Diệp Quân nắm tay Diệp Quân quay người rời đi, một chiếc kiệu mừng vội kê tới. Nạp Lan Ca lên kiệu, Diệp Quân nhún người nhảy lên ngựa rồi cười lớn, đi thôi. Đúng lúc này, Diệp Khải vội gọi, Diệp Quân ca, đợi đã. Diệp Quân sửng sốt. Diệp Khải nghiêm túc nói, huynh còn chưa tặng xính lễ. Diệp Quân ngơ ra. Xính lễ gì? Hắn thật sự không biết gì cả, làm sao đây? Bấy giờ, Tần Phong bỗng xuất hiện ở cửa Nạp Lan Phủ. Y cười ha hả rồi lớn giọng hô, xính lễ của nhà họ Dương, Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Nghe câu này, tất cả mọi người đều nín thinh. Tài sản của Tiên Bảo Các, không tài nào đong đếm được. Xính lễ này quý giá hơn lúc kiếm chủ nhân gian cưới vợ nhiều. Sau này chắc cũng chẳng có xính lễ nào quý giá đến nhường này. Nghe lời Tần Phong nói, người trong tộc Nạp Lan vui đến nỗi suýt ngất. Lấy Tiên Bảo Các làm xính lễ. Tuy bọn họ cũng biết Tiên Bảo Các thuộc về Nạp Lan Ca, nhưng Nạp Lan Ca là người của tộc Nạp Lan mà. Chỉ cần Nạp Lan Ca giúp đỡ chút đỉnh thôi thì mẹ nó, tộc Nạp Lan sẽ phất lên như diều gặp gió. Giây phút này, rất nhiều người trong tộc Nạp Lan hân hoan reo hò, nhưng lại bị Nạp Lan Danh ngăn cấm. Tần Phong vội cung kính dâng một chiếc hộp đen tới trước mặt Nạp Lan Danh, y cười nói, đây là món quà Tần các chủ tặng riêng cho tộc Nạp Lan, vật này có thể đảm bảo tộc Nạp Lan vạn vạn năm bình an. Nạp Lan Danh chần chừ một lát rồi mới lên tiếng, đa tạ. Nói xong, ông ấy cất chiếc hộp đi. Phía xa, Diệp Quân bật cười, đi thôi. Về Diệp Phủ. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quân bỗng vang lên tiếng của Tiểu Tháp, có khí tức quen thuộc tới rồi, ôi đệch. Khí tức quen thuộc. Thấy Tháp Gia kinh ngạc, Diệp Quân hơi tò mò, vội vàng hỏi, Tháp Gia, ai tới vậy? Tháp Gia im lặng không đáp. Diệp Quân hỏi tiếp, Tháp Gia. Tháp Gia vẫn câm như hến. Thấy vậy, Diệp Quân cũng cạn lời, đến lúc quan trọng Tháp Gia lại giả chết. Diệp Quân nhìn xung quanh, trong lòng hơi tò mò, nếu cha và ông nội đến thì chắc Tháp Gia sẽ không kinh ngạc đến vậy, nhất định phải là người mà Tháp Gia quen, nhưng hắn lại cho rằng đây không phải là nhân vật lớn nào đó. Vậy là ai? Diệp Quân càng lúc càng tò mò. Đúng lúc này, Diệp Khải bên cạnh nói, Diệp Quân huynh. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn Diệp Khải cười nói, đừng phân tâm, nào, cười đi. Nghe vậy, Diệp Quân cười lớn. Hai bên đường, vô số người quay lại nhìn. Không chỉ bên đường, mà ngay cả biển mây trên trời cũng chật kín người. Đại hôn của Diệp Quân. Người nào có điều kiện tới thì nhất định sẽ tới, dù sao đây cũng là sự kiện hiếm có trong vũ trụ Quan Huyên. Diệp Quân liếc nhìn đám người xung quanh,
thấy không ít bóng dáng quen thuộc, nhưng không nhìn thấy cha và ông nội, trong lòng hơi khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ chỉ xuất hiện vào thời khắc quan trọng thôi sao? Chắc là muốn giả bộ ngầu. Nghĩ vậy, Diệp Quân bật cười, với tính cách của cha và ông nội, hoàn toàn có thể làm việc này. Diệp Quân nhìn về phía bên phải cách đó không xa, có một cô gái đứng ở đó, vừa nhìn thấy cô gái này, Diệp Quân vô cùng vui mừng, vẫy tay gọi lớn, tỷ tỷ. Cô gái này chính là Diệp An. Hôm nay Diệp An không mặc chiếc váy đỏ yêu thích thường ngày mà thay bằng một chiếc váy trắng, bớt sặc sỡ và thanh lịch hơn. Thấy Diệp Quân vẫy tay, Diệp An bình tĩnh nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, không đáp lại. Thấy Diệp An không trả lời, Diệp Quân tiếp tục vẫy tay, tỷ tỷ. Này, để ở đây, tỷ tỷ. Mọi người. Diệp An trừng mắt nhìn Diệp Quân, giơ nắm đấm nhỏ lên uy hiếp. Diệp Quân cười lớn, vị tỷ tỷ này hơi bạo lực, nếu tháp ra đi theo An tỷ thì chắc một ngày sẽ bị đánh ba trận. Diệp Quân không dám tiếp tục trêu tức tỷ tỷ, đành rời ánh mắt nhìn những người xung quanh, lúc này, mọi người lần lượt chúc mừng, Diệp Quân cũng không ngừng chắp tay cảm tạ. Diệp Quân nhìn những đám mây, trên đó có rất nhiều bóng hình quen thuộc, bao gồm cả mấy người tiền bối An. Mọi người trong Dương tộc đều ở đây. Diệp Quân còn nhìn thấy Nhị Nha và Tiểu Bạch, hai đứa nhóc này đang liếm kẹo hồ lô, lúc nhìn thấy Diệp Quân, Nhị Nha vẫy tay nói, cháu trai, động phòng vui vẻ. Nghe Nhị Nha nói vậy, sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại, hắn phải tìm cơ hội bảo Nhị Nha cô nương đổi cách gọi khác, ngày nào cũng gọi cháu trai, thật sự không thích hợp. Lúc này, Tiểu Bạch lấy ra một quả bom, định bấm nút, thấy vậy, khóe mặt Diệp Quân giật giật. Tên này lại muốn làm gì? May là Nhị Nha đã ngăn lại, Nhị Nha nói, có thể đốt pháo bông, nhưng không thể dùng cái này. Tiểu Bạch vẫy móng vuốt nhỏ, biểu cảm rất khoa trương như đang biểu đạt cái gì đó. Nhị Nha nói, ta biết quả bom này to hơn, nhưng cái này sẽ giết người. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó tiếp tục vẫy móng vuốt. Nhị Nha vỗ trán, cảm thấy hơi đau đầu, ôi chao. Phía dưới, vì Nạp Lan Phủ và Diệp Phủ gần nhau, cho nên chỉ trong chốc lát, Diệp Quân đã dẫn theo một nhóm người tới cửa Diệp Phủ. Diệp Tiêu cùng vài trưởng lão Diệp Phủ đứng ở cửa đợi đã lâu. Nhìn thấy Diệp Quân, Diệp Tiêu và những người khác mỉm cười, dưới sự chỉ đạo của Diệp Tiêu, Diệp Quân và Nạp Lan Ca bắt đầu quy trình. Sau khi hoàn thành thủ tục, Diệp Quân dắt Nạp Lan Ca vào đại điện của gia tộc họ Diệp. Lúc này, Tần Quan đang ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt nở nụ cười. Hôm nay Tần Quan không mặc váy ngắn tay như mọi hôm, mà mặc một chiếc sườn xám đỏ, màu của may mắn. Diệp Quân nhìn phía bên trái Tần Quan, vị trí đó vẫn còn trống. Diệp Quân trầm mặc, cha không đến thật sao? Nhưng đây là ngày đại hôn của hắn, nếu không tới thì thật đáng tiếc. Thực ra không chỉ Diệp Quân mà những người khác ngoài điện đều đang mong đợi. Mong đợi ai? Đương nhiên là kiếm chủ nhân gian. Đây là đại hôn của Diệp Quân, Tần các chủ đã xuất hiện, kiếm chủ nhân gian không thể không đến. Bởi vì rất nhiều người đều nóng lòng mong chờ sự xuất hiện của kiếm chủ nhân gian, đặc biệt là người Nam Châu, nếu là trước kia, bọn họ không hề có cơ hội nhìn thấy kiếm chủ nhân gian, dù sao thì kiếm chủ nhân gian cũng không đến những nơi nhỏ bé như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, Diệp Quân đại hôn, kiếm chủ nhân gian nhất định sẽ tới. Nếu bọn họ có thể gặp mặt kiếm chủ nhân gian một lần thì bọn họ có thể khoe khoang cả 10 đời. Trong điện, Diệp Quân nhìn Tần Quan mỉm cười, hắn cũng cười, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn biết chắc chắn cha sẽ không vắng mặt trong ngày trọng đại của hắn. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca đi tới trước mặt Tần Quan. Đúng lúc này, trên bầu trời phía xa truyền đến tiếng kiếm ngâm. Vù! Nghe tiếng kiếm, mọi người đều biết người đàn ông kia đã trở lại. Mọi người lần lượt ngẩng đầu lên, chỉ thấy tầng mây trên trời tách ra, sau đó một đạo kiếm quang bay xuống, sau khi kiếm quang tản ra, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Kiếm chủ nhân gian! Nhìn thấy người đàn ông quen thuộc này, vô số cường giả lập tức trở nên phấn khích, sau đó lần lượt khom người. Đồng thanh nói, tham kiến kiếm chủ nhân gian. Tham kiến kiếm chủ nhân gian. Tiếng vang như sóng biển, hết lần này tới lần khác, rung chuyển cả trời đất. Đây chính là tín ngưỡng của vũ trụ quan huyên. Trong đám mây, Mộ Niệm Niệm nhìn kiếm chủ nhân gian phía dưới, nở nụ cười,
cuối cùng vị đệ đệ này cũng tới rồi. Lúc nhìn thấy kiếm chủ nhân gian, Tín công chúa cũng mỉm cười, gặp lại kiếm chủ nhân gian vẫn cảm thấy rất thân thiết. Mặc dù tóc của người đàn ông này đã bạc trắng, nhưng vẫn rất đẹp trai. Trong đám mây, Lý Bán Chi nhìn kiếm chủ nhân gian, trên mặt dù mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đó có chút cay đắng. Đã lâu không gặp người đàn ông này mà vẫn đẹp trai như vậy. Thấy kiếm chủ nhân gian, Diệp Quân cũng nở nụ cười, cuối cùng cha cũng tới rồi. Dưới con mắt của mọi người, kiếm chủ nhân gian phất tay, cười nói các vị đừng khách sáo, mau đứng dậy đi. Nói xong ông ấy vung nhẹ tay áo, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đỡ mọi người đứng dậy. Kiếm chủ nhân gian đi về phía đại điện của Diệp Phủ, thấy vậy, cường giả gia tộc họ Diệp vội vàng hành lễ. Lúc này, người của Diệp Phủ đều vô cùng hưng phấn. Kiếm chủ nhân gian đến Diệp Phủ thật rồi. Hay quá, có thể khoe khoang 10 đời rồi. Kiếm chủ nhân gian vừa cười vừa đi vào trong điện, sau đó ngồi bên trái Tần Quan, nhìn Nạp Lan Ca và Diệp Quân trước mặt, kiếm chủ nhân gian mỉm cười, hẳn là rất vui vẻ. Bù! Đúng lúc này, lại một tiếng kiếm bay từ phía ngoài điện truyền tới. Một giây sau, bùm! Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, khí tức kiếm đạo mạnh mẽ không thua kém gì kiếm chủ nhân gian. Tất cả đều kinh ngạc. Đây là ai? Mà lại mạnh mẽ đến vậy? Dưới ánh mắt của mọi người, thời không lại phân rời, sau đó, một người đàn ông bước ra. Ông ấy vừa xuất hiện đã cười lớn, con trai, cháu trai, ta đến rồi. Nghe kiếm chủ Thanh Sam nói vậy, sắc mặt của Diệp Quân và kiếm chủ nhân gian tối sầm lại. Cường giả xung quanh cũng sững sờ. Con trai, cháu trai, đây là cha của kiếm chủ nhân gian sao? Khá nhiều người xa lạ với kiếm chủ Thanh Sam, bởi vì vào thời đại của kiếm chủ nhân gian, ông ấy luôn rong ruổi khắp nơi, cho nên rất ít người biết đến. Đương nhiên là ngoại trừ kiếm tông. Đây là sư tổ của bọn họ. Tất cả đệ tử kiếm tông đều lần lượt quỳ xuống, đồng thanh nói tham kiến sư tổ. Kiếm chủ Thanh Sam cười lớn, mau đứng dậy đi. Nghe vậy, tất cả đệ tử kiếm tông lần lượt đứng lên, bọn họ nhìn kiếm chủ Thanh Sam phía xa, vừa phấn khích vừa tò mò, kiếm thu thế hệ trẻ vô cùng xa lạ với vị sư tổ này. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn trong điện, cười nói ta không vào nữa. Mọi người tiếp tục đi. Nghe vậy, mọi người dương tộc trên đám mây đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày đại hôn của Diệp Quân, kiếm chủ nhân gian là cha, đương nhiên phải là người chủ trì, cho nên kiếm chủ Thanh Sam vào thì không thích hợp lắm. Trong điện, kiếm chủ nhân gian nhìn kiếm chủ Thanh Sam, cười nói cha, hôm nay ngọn gió nào đưa cha tới đây vậy? Lúc con kết hôn cũng không thấy cha tới. Nghe kiếm chủ nhân gian nói vậy, Diệp Quân sững sờ. Ôi! Sắp xảy ra chuyện rồi. Người dương tộc đều lắc đầu cười khổ, hai cha con này luôn không hòa hợp. Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, lúc đó con cũng không mời ta mà. Kiếm chủ nhân gian tức giận nói, con trai kết hôn còn cần chủ động mời cha sao? Cha đùa con à! Kiếm chủ Thanh Sam nghiêm túc nói, ta lần đầu làm cha, ai có kinh nghiệm từ ngay lần đầu chứ? Kiếm chủ nhân gian không nói nên lời. Diệp Quân cũng câm nín. Ông nội hơi thái quá. Kiếm chủ Thanh Sam nhìn Diệp Quân, cháu trai ngoan, cháu nói xem ta nói vậy có đúng không? Đầu óc Diệp Quân quay cuồng, ông nội thật biết chơi, vừa tới đã cho hắn một câu hỏi khó. Kiếm chủ Thanh Sam đang định nói gì đó thì An Nam Tịnh bên cạnh đã nói, hôm nay là ngày đại hôn của Tiểu Quân, ông đừng làm loạn. Kiếm chủ Thanh Sam cười nói, sao thế được chứ? Nói xong ông ấy xòe tay ra, hai chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca, đây là quà của ông nội. Diệp Quân nhận nhẫn không gian, cười nói cảm ơn ông nội. Kiếm chủ Thanh Sam cười lớn, sau đó kéo An Nam Tịnh sang một bên. Diệp Quân nhìn lên trời, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Bởi vì cô không tới. Diệp Quân im lặng một lúc rồi kéo Nạp Lan Ca đến trước mặt kiếm chủ nhân gian và Tần Quan, hai người đang định hành lễ thì một tiếng kiếm khác vang vọng từ trên trời. Diệp Quân quay người nhìn lên trời, chỉ thấy thời không tách rời, sau đó một vị kiếm tu mặc áo trắng chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quân sững sờ. Đây là ai? Kiếm chủ nhân gian cười nói, đây là đại ca kết nghĩa của ta,
con phải gọi là đại bá. Đại bá, Tiểu Tháp nói tiếp, mạnh như ông nội và cha ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân khẽ rùng mình, lập tức chắp tay hành lễ, tham kiến đại bá. Đại bá, nghe vậy, Tiêu Dao Kiếm Tu hơi bất ngờ, ông ấy nhìn Diệp Quân, cười nói, ông nội cậu luôn nói với ta rằng cậu rất giỏi, bây giờ xem ra quả thực không tệ. Diệp Quân vội vàng nói, gia tộc có gen tốt. Ha ha, ha ha. Nghe vậy, kiếm chủ Thanh Sam và kiếm chủ Nhân Gian cùng cười lớn. Trong tháp, Tiểu Tháp bội phục nói, thằng nhóc này nịnh nọt giỏi thật, bái phục. Tiêu Dao Kiếm Tu cười nói, thật ra, trước đây chúng ta đã từng gặp. Diệp Quân hơi bất ngờ, từng gặp sao? Tiêu Dao Kiếm Tu cười không nói gì. Tiểu Tháp nhắc nhở, bia đá năm đó ở huyền giới. Nghe vậy, Diệp Quân đột nhiên nhớ tới lúc trước ở huyền giới, sở dĩ cảnh giới kiếm đạo của hắn có thể nâng cao là nhờ vào lời nói của vị đại bá này, kiếm thanh phong dài ba thước, giết ai mà không được. Thật ngang ngược. Tiêu Dao Kiếm Tu cười nói, cậu thành hôn trước đi đã. Nói xong, ông ấy lùi sang một bên. Diệp Quân gật đầu, kéo Nạp Lan Ca định hành lễ, nhưng vào lúc này, kiếm hành đạo trong nội thể Diệp Quân khẽ run lên. Sau đó, một tiếng kiếm vang truyền tới. Vụt! Trên đám mây, một người phụ nữ bước tới. Người phụ nữ này mặc chiếc váy màu trắng. Trong điện, Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, cười lớn, cô cô. Sau khi bước ra, người phụ nữ váy trắng tiến lên một bước, bà ấy đi thẳng tới trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca, bà ấy nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân vui mừng nói, cô đến rồi. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, bà ấy đi tới bên cạnh Nạp Lan Ca, dùng tay phải vỗ nhẹ lên người Nạp Lan Ca, một đạo kiếm quang tiến vào trong cơ thể cô. Bà ấy nhìn Nạp Lan Ca, từ giờ trở đi, không ai giết được con, ta nói rồi đấy. Nạp Lan Ca vội vàng hành lễ, đa tạ cô. Diệp Quân vội vàng nói, cô, con cũng muốn. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, mơ đi. Nói xong. Bà ấy bước tới bên cạnh kiếm chủ Nhân Gian. Diệp Quân sững sờ. Kiếm chủ Nhân Gian cười nói, bắt đầu đi. Diệp Quân gật đầu rồi dẫn Nạp Lan Ca định hành lễ, nhưng đúng lúc này. Ha ha ha. Một tiếng cười lớn từ trên trời truyền đến. Một khắc sau, thời không trên trời tách rời. Sau đó, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Ông ta vừa xuất hiện, cả trời đất đã trở nên hư ảo. Bác Thiên Đạo. Sau khi đi ra, Bác Thiên Đạo nhìn xung quanh, cười nói, hay lắm. Tụ tập đầy đủ như vậy, vừa hay có thể quét sạch một lần luôn, thật hoàn hảo. Ha ha! Bác Thiên Đạo vừa dứt lời, thời không xung quanh bỗng sôi trào, ngay sau đó thời không xung quanh thành hoang cổ đột nhiên lần lượt nứt toác, 20 cường giả bí ẩn mặc đồ đen chậm rãi bước ra. Sau khi 20 cường giả này xuất hiện, khí tức toát ra từ trên người họ khiến cả thế giới Nam Châu trở nên hư ảo. Trời đất ở đây không thể chịu được khí tức của họ. Mọi người đều hoảng hốt. Tuế Nguyệt Đại Đế. Hơn nữa còn là 20 Tuế Nguyệt Đại Đế. Thế nhưng vẫn chưa hết, sau khi 20 vị Tuế Nguyệt Đại Đế này xuất hiện, sau lưng bọn họ lại có thêm hơn 20 cường giả Đại Đế bình thường và mấy chục cường giả cảnh giới thần đế đỉnh cao. Hàng trăm cường giả đỉnh cao. Chỉ có thể nói thế trận này quá khủng khiếp. Tộc Bác Thiên. Thấy đột nhiên có nhiều cường giả xuất hiện như thế, người dân bản địa của tộc hoang cổ lập tức hoảng hốt, vài người đã chạy trốn ra ngoài. Nhưng cường giả đến từ thư viện Quan Huyên vẫn rất bình tĩnh. Tại sao thế? Vì kiếm chủ Nhân Gian đang ở đây. Vẻ mặt của mấy người An Nam Tịnh trở nên kỳ lạ, tất nhiên bọn họ vô cùng bất ngờ với việc tộc Bác Thiên đột nhiên xuất hiện, tộc Bác Thiên đúng là biết chọn ngày nhỉ. Nếu đến vào lúc khác, họ còn cảm thấy đau đầu. Nhưng hôm nay, chẳng phải là đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Trong điện, Diệp Quân cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bác Thiên Đạo dẫn theo nhiều cường giả đánh đến như thế. Hắn không ngờ lần này Bác Thiên Đạo sẽ dẫn theo nhiều cường giả của tộc Bác Thiên, tiếc là không phải chân vũ trụ đến. Diệp Quân thầm thở dài lần nữa, tiếc thật đấy. Thật ra hắn càng hy vọng chân vũ trụ sẽ đến, so với tộc Bác Thiên thì hắn nghĩ chân vũ trụ tàn độc hơn. Ha ha! Bác Thiên Đạo ở giữa không trung đột nhiên cười phá lên, nhìn Diệp Quân trong đại điện bên dưới, cười nói, lần này ta dẫn theo hơn một nửa cường giả trong tộc đến, đủ cho ngươi mặt mũi chưa?
mới dẫn đến có một nửa à? Diệp Quân cau mày, tại sao ông không dẫn toàn bộ đến? Nghe Diệp Quân nói thế, Bác Thiên Đạo nheo mắt, đang định nói gì thì bỗng dưng ông ta cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Lúc này Diệp Quân bỗng bước đến bên cạnh người phụ nữ váy trắng ở một bên, không nói gì. Thấy thế, Bác Thiên Đạo nhìn người phụ nữ váy trắng, lúc nhìn thấy bà ấy, ông ta nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác nghi ngờ và bất an. Vì ông ta không thể cảm nhận được khí tức của người phụ nữ trước mặt. Với thực lực hiện giờ của ông ta, không ai có thể giấu được khí tức khi ở trước mặt ông ta, nhưng giờ phút này ông ta lại không cảm nhận được khí tức của người phụ nữ váy trắng trước mặt, không bình thường. Lúc này người phụ nữ váy trắng cũng đang nhìn ông ta, ánh mắt đó như thể đang nhìn một thứ gì đó nhỏ bé chẳng đáng là gì. Khiến Bác Thiên Đạo cảm thấy khó chịu. Còn có một kiếm tu đứng bên cạnh người phụ nữ váy trắng đó, lúc này kiếm tu cũng đang nhìn ông ta, nở nụ cười thích thú. Không sợ mình à? Bác Thiên Đạo nhíu chặt mày, cảm giác bất an đó càng mãnh liệt. Như cảm nhận được điều gì, ông ta bỗng nhìn sang bên phải, có hai kiếm tu đang đứng bên ngoài đại điện Diệp Phủ. Một người mặc đồ màu xanh, một người mặc đồ màu trắng, lúc này cả hai kiếm tu này cũng đang nhìn ông ta, ánh mắt còn hiện lên vẻ tò mò và sự thích thú. Bác Thiên Đạo híp mắt lại khi nhìn thấy hai kiếm tu này. Mẹ nó chứ! Có mai phục! Ông ta không ngờ vũ trụ quan huyên lại có mai phục. Nhưng lúc này ông ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể buông tay chịu trói. Nghĩ đến đây, Bác Thiên Đạo bỗng chỉ vào Diệp Quân bên dưới, bắt sống người này, để ta ngăn bốn kiếm tu đó. Vừa dứt lời, ông ta phóng ra khí tức mạnh mẽ của mình bao trùm lấy bốn kiếm tu bên dưới. Một đánh bốn, tiêu diệt hết là xong chuyện. Bác Thiên Đạo ông ta đâu có sợ gì. Sau khi nghe Bác Thiên Đạo ra lệnh, các cường giả tộc Bác Thiên lập tức lao đến chỗ Diệp Quân bên dưới. Lúc này, họ nâng tốc độ của mình lên đến cực hạn, ai nấy cũng đều dùng hết sức bình sinh của mình vì trước khi đến đây, Bác Thiên Đạo đã dặn họ không được xem thường để xảy ra sơ suất, nếu ra tay thì nhất định phải ra tay bằng hết sức, cố gắng giết địch chỉ với một đòn tấn công. Thế nên lúc này mọi người đều dùng hết sức đánh về phía Diệp Quân. Nhưng các cường giả dương tộc ở trên trời lại đứng yên bất động, không có ý định ra tay. Tốc độ của các cường giả tộc Bác Thiên cũng rất nhanh, thoáng chốc đã xông đến trước đại điện Diệp Phủ nhưng ngay lúc này, chỉ thấy người phụ nữ váy trắng bỗng ngẩng đầu lên. Vèo! Hàng trăm cái đầu văng ra xa, máu bắn tung tóe lên trời. Lúc này trước đại điện trở nên yên tĩnh, bầu không khí cứng nhắc. Rất nhiều người trợn to mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Những đại đế này cứ thế bị giết trong tích tắc hả? Ôi đệch! Đây là đại đế đấy! Còn chẳng có sức đánh trả nữa à? Lúc này vô số cường giả đều trợn to mắt, há hốc miệng, đầu óc trống rỗng. Lúc này Bác Thiên Đạo ở trên trời cũng ngây người như bị sét đánh trúng. Toàn bộ bị giết trong tích tắc. Giết trong tích tắc! Là giết trong tích tắc! Ánh mắt Bác Thiên Đạo hiện lên vẻ hoảng sợ. Ông ta nhìn người phụ nữ váy trắng ở đằng xa, run giọng nói, bà là ai? Người phụ nữ váy trắng nhìn Bác Thiên Đạo, không nói gì nhưng ánh mắt đó vẫn như đang nhìn thứ gì đó hết sức nhỏ bé. Nhìn thấy ánh mắt này của người phụ nữ váy trắng, Bác Thiên Đạo nổi giận đùng đùng, hỗn xược, bà lại dám xem thường ta. Nói rồi ông ta siết chặt tay phải, khí tức vô cùng cường đại lập tức dâng lên từ trong người ông ta, thoáng chốc cả không gian sôi trào. Trong khi mọi người cho rằng Bác Thiên Đạo sẽ tung ra chiêu lớn thì ông ta bỗng xoay người xé nát thời không rồi biến mất. Mọi người sửng sốt. Chạy rồi ư. Diệp Quân cũng sửng sốt, hắn cũng nghĩ Bác Thiên Đạo sẽ liều chết đánh nhau, thế nhưng hắn không ngờ lão già này lại chạy trốn. Không bình thường. Không thể để lại tai họa này. Diệp Quân vội nhìn người phụ nữ váy trắng, cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, không đuổi kịp. Không đuổi kịp. Sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại. Cô lừa quỷ à? Cô mà không đuổi kịp ư? Diệp Quân nhìn cha mình, kiếm chủ nhân gian chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, chạy nhanh quá, quả thật đuổi theo không kịp. Diệp Quân im lặng không nói. Thôi xong rồi. Ý định của cha và cô là muốn mình tự đi giải quyết Bác Thiên Đạo này. Để lại một người mạnh nhất cho mình. Đau đầu thật đấy.
Kiếm chủ nhân gian bỗng cười nói, bắt đầu đi. Diệp Quân bất lực. Tần Quan bỗng nói, khoan đã. Kiếm chủ nhân gian nhìn bà ấy, mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Tần Quan liếc nhìn ông ấy, còn cha mẹ của tiểu ca nữa. Nào, huynh ngồi cạnh muội này. Nói rồi bà ấy nhìn Nạp Lan Danh cười nói, hai vị mau ngồi xuống đi. Lập tức có người đưa hai cái ghế đến. Nghe Tần Quan nói thế, Nạp Lan Danh và người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ông ấy đều sửng sốt, họ không ngờ Tần Quan lại bảo hai người ngồi vào vị trí chính này, được Diệp Quân và Nạp Lan ca quỳ lại. Nạp Lan Danh vội nói, Tần các chủ, chuyện này không ổn lắm, hai người bọn ta đứng là được rồi. Tần Quan cười nói, hôm nay không có kiếm chủ nhân gian và Tần các chủ, chỉ có cha mẹ của tiểu ca và tiểu quân, hai vị mau ngồi đi, đừng làm lỡ thời gian chúng vào động phòng. Ha ha! Câu nói của Tần Quan khiến mọi người ở đó đều bật cười. Diệp Quân cũng bật cười, còn vành tai và hai má của Nạp Lan ca lại đỏ ửng. Khi nghe thấy tiếng cười của Diệp Quân, cô cảm thấy hơi xấu hổ và tức giận, véo mạnh lòng bàn tay hắn. Nghe Tần Quan nói thế, Nạp Lan Danh cũng không cố chấp nữa, ông ấy kéo người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ngồi xuống trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan ca, nhưng hai người vẫn khá căng thẳng. Dù sao hai vị ngồi bên cạnh này cũng là kiếm chủ nhân gian và Tần các chủ. Thấy hai người đã ngồi xuống, Diệp Tiêu ở một bên cười nói, nhất bái thiên địa. Không cần. Đúng lúc này, giọng nói run rẩy của Nam Châu Thiên Đạo bỗng vang lên trên không trung Diệp Phủ, không cần bái. Nghe Nam Châu Thiên Đạo nói thế, mọi người đều bật cười. Bây giờ Diệp Quân và Nạp Lan Ca là chủ nhân của vũ trụ quan huyên. Dĩ nhiên Nam Châu Thiên Đạo này không dám bảo hai người bái lạy. Càng đừng nói là kiếm chủ nhân gian và Tần các chủ cũng đang ở đây. Nhưng Diệp Quân lại không nghĩ nhiều như thế, hắn nắm tay Nạp Lan ca chậm rãi bái lạy. Bước này vẫn phải có. Còn về thân phận, hắn chưa từng nghĩ thân phận của mình cao quý hơn người khác. Sau khi nhất bái xong, Diệp Tiêu nói tiếp, nhị bái Cao Đường. Diệp Quân và Nạp Lan ca xoay người lại. Chậm rãi bái lại bốn người kia. Nhìn hai người trước mặt, Tần Quan và kiếm chủ nhân gian nhìn nhau mỉm cười, kiếm chủ nhân gian chủ động kéo tay Tần Quan, không nói gì. Diệp Tiêu lại nói, phu thê giao bái. Diệp Quân và Nạp Lan ca nhìn nhau, hai người cùng bái lại đối phương. Diệp Tiêu bật cười, vào động phòng. Nghe thế, vành tai Nạp Lan ca bỗng chốc đỏ ửng, cũng may có khăn đội đầu lên người ngoài không nhìn thấy. Diệp Quân bật cười rồi dắt Nạp Lan ca đi sang một bên, nhưng lúc này như nghĩ đến điều gì, hắn bỗng xoay người nhìn về phía cha mẹ và cô, hơi lo lắng. Kiếm chủ nhân gian cười nói, đi đi. Diệp Quân do dự một lúc, sau đó nhìn người phụ nữ váy trắng, cô, vẫn còn đánh nhau sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu. Diệp Quân cười khổ. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc này kiếm chủ nhân gian bỗng kéo tay bà ấy lại, ông ấy nhìn bà ấy không nói gì. Người phụ nữ váy trắng mỉm cười, không sao. Bà ấy định rời đi, nhưng lúc này kiếm chủ nhân gian bỗng nói, khoan đã. Người phụ nữ váy trắng nhìn kiếm chủ nhân gian, đừng lo. Kiếm chủ nhân gian cười nói, dĩ nhiên huynh không lo, nhưng huynh muốn nhờ muội giúp một việc. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, được. Kiếm chủ nhân gian mỉm cười. Sau đó nhìn kiếm chủ Thanh Sam và Tiêu Dao Kiếm Tu, cười nói, phụ thân, đại ca, hai người đi trước đi. Đợi khi nào mọi chuyện xong hết, Thanh Nhi sẽ đến tìm hai người. Kiếm chủ Thanh Sam khẽ cười, sau đó nhìn Tiêu Dao Kiếm Tu, Tiêu Dao Kiếm Tu gật đầu, hai người biến thành kiếm quang rồi biến mất ở cuối chân trời. Nhìn hai người rời đi, vẻ mặt kiếm chủ nhân gian hơi nghiêm trọng, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lúc này Tần Quan kéo tay kiếm chủ nhân gian, khẽ nói, không sao đâu. Kiếm chủ nhân gian nhìn phía bầu trời xa xa, khẽ nói, lần này không chắc. Tần Quan sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Kiếm chủ nhân gian vẫn rất lo nhưng dường như nghĩ đến điều gì, ông ấy nhìn Diệp Quân ở một bên, rồi lại nhìn Tần Quan trước mặt, thầm thở dài. Không thể để tên nhóc này gánh vác hết tất cả mọi chuyện được. Mình cũng từng chịu khổ sở như thế, gặp biết bao khó khăn, không thể để tên nhóc này trải qua những chuyện đó nữa. Nghĩ đến đây, kiếm chủ nhân gian chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Quân, nhìn Diệp Quân cũng đầy vẻ lo lắng, khẽ cười nói, con đừng nghĩ nhiều, chẳng phải cha còn ở đây đó sao?
cứ để cha gánh lấy những chuyện lớn đấy. Diệp Quân vội nói, được ạ, được ạ. Cha mình rất lợi hại, có chuyện gì cũng có thể gánh vác. Kiếm chủ nhân gian bật cười, sau đó nhìn người phụ nữ váy trắng, Thanh Nhi, tên nhóc này vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên huynh muốn để nó đến loạn tinh giới để tu luyện, nhưng một mình nó đi thì huynh lại không yên tâm, muội giúp huynh dẫn nó đi nhé. Dẫn dắt, người phụ nữ váy trắng hơi sửng sốt, cũng hơi bất ngờ. Diệp Quân cũng ngơ ngác, thầm hỏi, tiền bối, loạn tinh giới là gì? Người phụ nữ bí ẩn nói, một nơi mà đại đế có đến cũng phải thận trọng, chúc mừng ngươi, ngươi lại phải đánh với đối thủ mạnh rồi. Hơn nữa còn là mấy đối thủ siêu siêu cấp. Tiểu tháp bỗng nói, không sao, lần này hắn có đẳng cấp cao rồi. Người phụ nữ bí ẩn, tìm bạn cũ. Sau khi nghe kiếm chủ nhân gian nói thế, người phụ nữ váy trắng đứng nguyên tại chỗ, bà ấy nhìn Diệp Quân không nói gì, cũng không biết là đồng ý hay từ chối. Diệp Quân lại hơi bất ngờ, hắn không ngờ cha mình lại bảo cô dẫn mình đến loạn tinh giới tập luyện. Đương nhiên đây là chuyện tốt với hắn. Cô này đúng là rất lợi hại. Đứng bên cạnh bà ấy có cảm giác rất an toàn. Hắn nghĩ hắn cộng thêm cô nữa thì có thể đánh cha mình một trận. Thấy người phụ nữ váy trắng không nói gì, kiếm chủ nhân gian lắc đầu khẽ cười, hai huynh muội tình sâu như biển, tâm linh tương thông, sao ông ấy có thể không biết bà ấy nghĩ gì chứ? Thế là ông ấy nắm tay người phụ nữ váy trắng, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, ngoài muội ra, huynh không yên tâm để người khác dẫn nó đi nên xem như giúp huynh một lần, được không? Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, được. Bà ấy không bao giờ có thể từ chối được ông ấy, dù bảo bà ấy đi chết, bà ấy cũng sẽ không do dự. Tất nhiên ông ấy cũng thế. Nhưng lúc này người phụ nữ váy trắng lại nói, dẫn đi bao lâu? Kiếm chủ nhân gian trầm ngâm một lúc rồi nói, dẫn đến lúc nó đạt đến cảnh giới đại đế, muội nghĩ sao? Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân ở một bên, sau đó nói, được. Nghe thế kiếm chủ nhân gian nở nụ cười, ông ấy nhìn Diệp Quân đang khá vui vẻ, cười nói, đi theo cô của con, tu luyện cho đàng hoàng. Diệp Quân vội gật đầu, vâng ạ. Kiếm chủ nhân gian bật cười, cũng không nói gì thêm, sau đó dẫn theo Tần Quan biến mất. Sau nghi lễ kết thúc, mọi người cũng rời đi, chỉ còn lại Diệp Quân, Nạp Lan Ca và người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, cho ngươi nửa canh giờ động phòng, đi nhanh đi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Trong một tinh không nào đó, kiếm chủ nhân gian kéo Tần Quan chậm rãi bước vào tinh không ở đằng xa. Tần Quan nói, huynh muốn ngăn họ đại chiến à? Kiếm chủ nhân gian gật đầu. Tần Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Kiếm chủ nhân gian khẽ nói, nếu Thanh Nhi không ra tay, cho dù mài giũa, cha và đại ca cũng sẽ không cần phải đến mức phân sống chết, vì thật ra người cuối cùng họ muốn giết là Thanh Nhi hoặc Thanh Nhi sẽ giết họ. Tần Quan khẽ nói, vì năm đó hai người họ đều từng thất bại trong tay muội ấy ư. Kiếm chủ nhân gian gật đầu. Tần Quan nói, Thanh Nhi cô nương chắc đã nhìn thấu được suy nghĩ của huynh. Kiếm chủ nhân gian cười nói, chắc chắn rồi, muội ấy thông minh như thế. Nói rồi ông ấy khẽ lắc đầu, muội ấy chỉ là không muốn từ chối huynh thôi. Tần Quan nói, nhưng đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Kiếm chủ nhân gian gật đầu, khẽ nói, có thể kéo dài bao lâu thì được bấy lâu. Ánh mắt Tần Quan hiện lên vẻ lo lắng, nhưng muội sợ muội ấy phá vỡ đạo tâm của Tiểu Quân. Kiếm chủ nhân gian cười nói, huynh không nghĩ thế, tâm tính của tên nhóc này rất mạnh, sẽ không bị Thanh Nhi phá đạo tâm đâu. Ngược lại Thanh Nhi còn có thể trị được cái thói khoe mẽ của nó. Tần Quan liếc nhìn kiếm chủ nhân gian, huynh làm cha cũng khoe khoang thế thôi, dựa vào đâu mà không cho nó khoe mẽ chứ? Hơn nữa nó có khoe mẽ thì sao? Muội thấy rất tốt. Kiếm chủ nhân gian bật cười, ông ấy nhận ra từ sau khi có đứa con trai này, tâm tư của vợ mình đều thiên về đứa con trai này. Cha mẹ trên thế gian này đều như vậy. Trong phòng, Diệp Quân và Nạp Lan Ca ngồi bên giường, Diệp Quân nhẹ nhàng vén khăn đội đầu của Nạp Lan Ca lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt thế. Nạp Lan Ca vốn dĩ đã rất đẹp, thế gian này ít có người phụ nữ nào có thể so được với cô, lúc này đôi mắt hiện lên nụ cười, còn mang theo sự xấu hổ ngượng ngùng và mong đợi, căng thẳng, có thể nói là quyến rũ mê người, Diệp Quân nhìn mà cũng động lòng, dạo dực khao khát.
thấy hơi thở của Diệp Quân hơi gấp, Nạp Lan Ca ngờ vực, Quân lang, huynh. Diệp Quân bỗng ôm chặt lấy Nạp Lan Ca. Sao Nạp Lan Ca lại không hiểu ý chứ? Vành tai cô thoáng chốc đỏ bừng, nóng bức như lửa, Quân lang, huynh đợi đã, muội có chuyện muốn nói với huynh. Diệp Quân run giọng nói, có chuyện gì sao hắn nói? Bây giờ bất cứ chuyện gì cũng không ngăn được hắn. Sau vài ngày, Diệp Quân đi khỏi Nam Châu, đến loạn tinh giới với người phụ nữ váy trắng. Dĩ nhiên hắn muốn ở lại thêm vài ngày, ai mà lại không muốn nếm thêm cảm giác sung sướng đó chứ. Nhưng cô váy trắng vẫn đang đợi, vốn dĩ cô chỉ cho hắn nửa canh giờ, là hắn nói hết lời mới xin thêm được 3 ngày, nếu còn chậm trễ nữa e rằng không tránh khỏi việc bị đánh một trận. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng bên cạnh, bây giờ cô không còn mặc váy đỏ nữa mà là một bộ váy trắng, không có bất kỳ điểm xuyến nào, sạch sẽ thanh thuần, điềm tĩnh lạnh nhạt, tính cách hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện. Diệp Quân nói, cô, ta muốn đến một nơi này tìm một người bạn cũ trước, được không? Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân bị bà ấy nhìn làm cho hơi bối rối, ánh mắt của cô này bình tĩnh như nước nhưng lại như có thể nhìn thẳng vào lòng người, khiến người ta cảm thấy mình như bị nhìn thấu khi ở trước mặt bà ấy, không gì có thể làm bà ấy hài lòng. Người phụ nữ váy trắng vẫn không nói gì, Diệp Quân thấy bà ấy không phản đối, thế là lấy can đảm nói, cô, chúng ta đến thôn Thạch nhé. Người phụ nữ váy trắng xoay người nhìn vào nơi sâu thẳm ở tinh không đằng xa, không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, thầm thở dài, hắn có thể cảm nhận được hình như người cô này có tâm sự. Được người phụ nữ thần bí hướng dẫn, Diệp Quân dẫn người phụ nữ váy trắng đến thôn Thạch. Diệp Quân vốn dĩ muốn tách thời không để đi xuyên thời không, nhưng lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng nắm lấy vai hắn. Ngay sau đó Diệp Quân chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trước một dòng sông. Diệp Quân ngước mắt nhìn xung quanh bốn phía đều là núi, núi như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên vào mây trời, trước mặt hắn mấy ngàn trượng có một ngôi làng đá. Thôn Thạch được xây dựng tựa lưng vào núi, ngôi làng rất lớn, ít nhất có đến cả vạn người sinh sống, trong làng thi thoảng vang lên tiếng hét chói tai. Thôn Thạch. Diệp Quân dẫn người phụ nữ váy trắng đi vào thông thạch, đi chưa được bao lâu một khí tức cực mạnh bỗng lao đến. Người phụ nữ váy trắng cau mày, hai ngón tay hợp làm một vừa định ra tay, nhưng ngay sau đó người phụ nữ bí ẩn bỗng xuất hiện trước mặt hai người, người phụ nữ bí ẩn nhìn thôn thạch ở đằng xa, người của mình. Tất nhiên bà ấy không dám ra tay với người phụ nữ váy trắng ở đây, người phụ nữ váy trắng không ra tay thì thôi chứ một khi đã đánh, đối phương sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, khí tức bí ẩn đó bỗng biến mất, có lẽ là nhận ra thân phận của người phụ nữ bí ẩn. Người phụ nữ bí ẩn nhìn Diệp Quân và người phụ nữ váy trắng, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, hắn dẫn người phụ nữ váy trắng đi về phía xa, sau khi vào thôn Thạch, Diệp Quân phát hiện trong thôn đá nhỏ này có không ít khí tức cường đại, trong đó hắn còn cảm nhận được vài khí tức của đại đế. Diệp Quân bỗng nhìn về phía đằng xa. Trên không trung nơi đó có một nhóm thanh niên đang phi ngựa, hai cánh tay vung vẫy, quyền phong cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm chói tai. Diệp Quân nhìn mấy thanh niên đó, mặc dù cảnh giới của chúng không cao nhưng khí tức lại mạnh mẽ như biển, hai mắt sắc bén, cả người toát ra sát khí. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt các thanh niên, người đàn ông trung niên cao 1m8, thân hình thẳng tắp như kiếm như thương, hai cánh tay cường tráng, ánh mắt sắc bén. Ánh mắt ông ta chậm rãi lướt qua các thanh niên, giọng nói như chuông ngân vang vọng, con đường võ đạo cũng như quá trình xây một tòa nhà cao tầng, nền tảng là quan trọng nhất, nếu nền tảng không vững chắc, sau này chắc chắn sẽ bị sụp đổ, thế nên nhân lúc còn trẻ, các ngươi phải luyện nền tảng của mình cho thật tốt, nền tảng càng vững chắc thì sau này mức tối đa sẽ càng cao. Các thanh niên đồng thanh nói, đã rõ. Lúc này một thanh niên bỗng giơ tay phải lên, võ giáo, ta có lời muốn nói. Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên, nói đi. Thanh niên siết chặt nắm đấm, bao giờ bọn ta mới có thể đến chân vũ trụ? Người đàn ông trung niên cười nói, sao nào, mới thế đã muốn đến chân vũ trụ rồi à? Thanh niên vung nắm đấm, ta nghe nói Diệp Quân ở vũ trụ quan huyên cực kỳ yêu nghiệt, 18 tuổi đã có thể giết chết thần đế một cách dễ dàng, hiện nay hắn được xưng là người yêu nghiệt nhất toàn vũ trụ, nhưng ta lại không phục, muốn đánh với hắn một trận.
Diệp Quân nhìn thanh niên vừa nói đó, cảnh giới của thanh niên này thấp hơn hắn, là cảnh giới nhân tiên, nhưng khí tức lại cực kỳ mạnh, vừa nhìn đã biết không có bất kỳ hư ảo nào, chắc chắn sức chiến đấu cũng rất mạnh. Người đàn ông trung niên cười nói, dám khiêu chiến với hắn tất nhiên là chuyện tốt, nhưng không được có ý nghĩ khinh thường, hôm đó hắn đánh vào chân vũ trụ, một mình liên tiếp giết chết vô số thiên tài của chân vũ trụ, thực lực và thiên phú của hắn không phải là thứ người thường có thể so sánh được, cho nên nếu ngày nào đó gặp được người này trên chiến trường, cũng không được có ý nghĩ khinh thường hắn. Thanh niên đó vẫn không phục, võ giáo, Diệp Quân đó lợi hại vậy thật sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, nếu không lợi hại thì sao có thể khiến chân vũ trụ ta phải thận trọng đối đãi với hắn? Nói rồi ông ta nhìn thoáng qua tất cả thanh niên trong sân, các ngươi nhớ kỹ, mặc dù hiện giờ chân vũ trụ là bá chủ siêu cấp của vũ trụ nhưng không có nghĩa là chúng ta đã vô địch hoàn toàn, phải biết rằng núi này cao còn có núi cao hơn, lúc nào ra ngoài cũng phải khiêm tốn, đừng kiêu ngạo tự mãn, rất nhiều người thường chết vì chính lòng tự đại của mình đấy. Thanh niên đó siết chặt nắm đấm không nói gì. Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt thanh niên, cười nói, mặc dù chân vũ trụ ta và vũ trụ quan huyên là kẻ thù, nhưng phải thừa nhận rằng người khác quả thật rất xuất sắc, chẳng hạn như Diệp Quân đó. Bây giờ trong thế hệ trẻ của chân vũ trụ, gần như không ai có thể đánh lại hắn, cũng chính là vì thế, sau này các ngươi mới phải cố gắng nhiều hơn, đợi ngày trả thù cho chân thần. Thanh niên gật đầu, ta hiểu rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, tiếp tục. Các thanh niên tiếp tục bắt đầu tu luyện. Diệp Quân nhìn đám thanh niên, sau đó dẫn người phụ nữ váy trắng tiếp tục đi về phía xa. Người phụ nữ bí ẩn chưa quay lại vào trong tháp, bà ấy đứng ở một bên, rõ ràng là sợ người thôn thạch chọc đến người phụ nữ váy trắng này. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối có biết cô ấy đang ở đâu không? Người phụ nữ bí ẩn khẽ nói, đi tiếp xuống đi. Diệp Quân gật đầu. Lúc này hắn bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Lại gặp nhau lần nữa, Bát Huyền còn nhận ra mình không? Hắn cũng không biết. Dần dần sự căng thẳng trở thành nỗi thấp thỏm. Đi chưa được bao lâu, đằng xa bỗng vang lên một giọng nói, con nhà đầu này lại ăn vụng rồi, người ăn uống kiểu này thì có ai mà chịu được. Giọng nói vừa vang lên, cách đó không xa, một cô gái chạy ra từ trong một căn nhà đá, trên tay ôm một đống khoai lang. Trong tay còn cầm một củ, vừa chạy vừa nói, Lâm Thúc, ta thật sự rất đói. Ta ăn xong bữa này, bữa sau sẽ không ăn nữa. Diệp Quân nhìn cô gái ở đằng xa, bỗng chốc sững sờ. Cô gái mặc một chiếc váy vải bố thô sơ, đầu tóc hơi bù xù như ổ gà, trên mặt dính đầy tro, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt trong veo, trong tay ôm một đống khoai lang, rõ ràng là cô ấy rất đói, tay chộp lấy một củ khoai lang còn chưa gọt vỏ, gặm ngấu nghiến. Thấy người đằng sau không đuổi theo, cô gái thầm thở phào, sau đó ngồi trong một góc đường ở một bên gặm khoai lang, xem ra quả thật cực kỳ đói. Diệp Quân chậm rãi đi đến trước mặt cô gái, cô ấy sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Quân, sau đó vội vàng ôm khoai lang vào trong lòng, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy đau lòng, hắn ngồi xổm xuống khẽ nói, muội còn nhớ ta không? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân hồi lâu rồi lắc đầu. Diệp Quân siết chặt hai tay, sau một hồi hắn hỏi, có muốn đi theo ta không? Nói rồi hắn giơ tay phải ra, bàn tay hơi run. Cô gái nhìn Diệp Quân, một lúc sau khẽ lắc đầu. Diệp Quân im lặng, một lúc lâu sau hắn lấy một cái bát lớn ra, sau đó đưa cho cô gái trước mặt, cho muội cái này. Nhìn cái bát lớn trước mặt, người phụ nữ hơi cúi đầu xuống không nói gì. Diệp Quân lại hỏi, đi theo ta, được không? Cô gái vẫn lắc đầu, không. Diệp Quân lặng thinh hồi lâu, hắn lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho cô ấy, trong này có khá nhiều đồ ăn, đều là những món muội thích, muội giữ lấy từ từ ăn. Cô gái cúi đầu xuống, không lên tiếng. Diệp Quân khẽ nói, vậy ta đi đây. Cô gái vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu. Thấy cô gái không lên tiếng, sắc mặt Diệp Quân u ám, đứng lên rời đi. Lúc này cô gái bỗng đứng dậy. Diệp Quân vội dừng bước xoay người lại, nhưng cô ấy lại không nhìn hắn, chỉ ôm lấy cái bát lớn đi về phía đằng xa. Diệp Quân lặng thinh hồi lâu rồi xoay người đi. Hai người đi về hai hướng ngược nhau, không ai quay đầu lại nhìn. Cô gái đi về phía đằng xa, đi một hồi, nước mắt chảy xuống rơi vào đáy bát. Không lâu sau,
cô ấy đi đến trước một căn nhà bằng đá, cất bát vào trong ngực, sau đó bước vào nhà đá, bên trong có bốn chiếc giường gỗ nhỏ vô cùng đơn giản, tất cả đều được kê sát vào nhau, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nhìn bốn chiếc giường trước mặt, ánh mắt cô gái bỗng trở nên mơ màng. Từng cảnh tượng trước đây hiện lên trong tâm trí. Lúc đó quả thật rất vui vẻ. Lúc này một người phụ nữ bước vào, chính là người phụ nữ bí ẩn đi theo Diệp Quân. Người phụ nữ bí ẩn nói, hắn vẫn không yên tâm về muội nên bảo ta đến xem sao. Cô gái bước đến một bên ngồi xuống, cô ấy rất tự nhiên nằm lên giường, đầu gối lên cánh tay không nói gì. Người phụ nữ bí ẩn bước đến bên cạnh cô gái nằm xuống hỏi, hồi phục trí nhớ từ lúc nào? Cô gái đáp, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy huynh ấy. Người phụ nữ bí ẩn sửng sốt. Cô gái khẽ cười, ta cũng không ngờ được rằng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy huynh ấy, từng cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong tâm trí ta như thủy triều. Người phụ nữ bí ẩn hỏi, tại sao không đi với hắn? Cô gái lắc đầu, đã từng yêu, đã từng có được, vậy là đủ rồi. Người phụ nữ bí ẩn lặng thinh không nói gì. Thật ra bà ấy biết bây giờ vấn đề lớn nhất giữa Bát Huyền và Diệp Quân vẫn là vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ. Hiện giờ vấn đề này rất nan giải. Bát Huyền bỗng nói, tỷ thì sao? Cứ đi theo huynh ấy như thế, có dự tính gì à? Người phụ nữ bí ẩn nói, sao nào, sợ ta gây bất lợi với hắn à? Bát Huyền lắc đầu, tỷ ấy à, nhiều khi còn nghĩ nhiều hơn đại tỷ. Người phụ nữ bí ẩn khẽ cười, không nói gì. Bát Huyền lại nói, đi đi. Người phụ nữ bí ẩn đứng dậy, sau đó nói, muội thì sao? Bát Huyền khẽ nói, ta muốn ở lại đây lâu một chút. Người phụ nữ bí ẩn gật đầu, đi ra khỏi căn nhà đá. Lúc bước đến cửa, bà ấy bỗng nói, ta khá tò mò, lúc đó muội thế mà lại không thực hiện biện pháp gì. Bà ấy vừa dứt lời, một viên gạch lao đến, người phụ nữ bí ẩn nhanh chóng tránh ra né đòn. Bà ấy bật cười, sau đó biến thành tia sáng rồi biến mất. Bát Huyền trong căn nhà đá cầm bát lớn lên, trầm tư hồi lâu. Sau khi đi khỏi thôn thạch, Diệp Quân lại đợi một lúc, đến khi người phụ nữ bí ẩn quay lại, hắn vội hỏi, thế nào? Người phụ nữ bí ẩn nói, đừng lo cho nó. Diệp Quân gật đầu, vốn dĩ còn muốn hỏi gì đó nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng bên cạnh, cô, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ váy trắng vung tay lên, bà ấy và Diệp Quân biến mất. Bác Thiên Giới. Lúc này người trong tộc Bác Thiên đều đã lùi vào trong biên giới, dù là Bác Thiên Đạo cũng lùi vào trong biên giới. Từ khi quay về từ vũ trụ quan huyên, Bác Thiên Đạo vẫn luôn ở trong trạng thái sợ hãi cao độ. Lúc đi, ông ta dẫn theo hàng trăm cường giả tinh nhuệ của tộc Bác Thiên. Nhưng lúc về thì chỉ còn một mình ông ta. Chuyến đi đến vũ trụ quan huyên đã khiến thực lực của tộc Bác Thiên bị tổn thất 70%. Cả tộc Bác Thiên đều kinh ngạc đến ngơ ngác. Ở một tinh không nào đó, Bác Thiên Đạo ngồi khoanh chân trên tảng đá, phía sau ông ta là các cường giả tộc Bác Thiên. Từ sau khi Bác Thiên Đạo quay về cũng không biết bị cái gì kích thích mà không nói chuyện với người trong tộc, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này ở một diễn biến khác, tất cả cường giả tộc Bách Thiên đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, còn có chút sợ hãi, rất nhiều cường giả đỉnh cấp của tộc Bách Thiên đều đến vũ trụ quan huyên, thế nhưng lại chỉ có tộc trưởng trở về. Tất cả người trong tộc Bách Thiên đều không ngờ thực lực của vũ trụ quan huyên lại đáng sợ đến thế, phải biết rằng, những người đi lần này là mười mấy vị tuế nguyệt đại đế. Họ đã đánh giá vũ trụ quan huyên quá thấp rồi. Họ không đến vũ trụ quan huyên nên không biết chuyện xảy ra vào hôm đó. Sau khi Bác Thiên Đạo trở về cũng không nói cho người trong tộc Bác Thiên biết chuyện cụ thể xảy ra ngày hôm đó như thế nào. Vậy nên các cường giả tộc Bác Thiên đều nghĩ rằng chắc chắn hôm đó đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa gì đó. Đúng lúc này, khí tức cường đại bỗng bộc phát từ trong người Bác Thiên Đạo, sau khi khí tức này xuất hiện, tất cả các cường giả tộc Bác Thiên đều kinh sợ. Mệnh vận đại đế. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Khí tức của Bác Thiên Đạo vẫn không ngừng mạnh lên, thời không xung quanh chấn động, vô cùng hãi hùng. Thấy thế, các cường giả tộc Bác Thiên đều rời xa chỗ ông ta, không dám làm phiền Bác Thiên Đạo. Ở một bên khác, trưởng lão của tộc Bác Thiên Khuyết trầm giọng hỏi, chân vũ trụ đã ra tay với vũ trụ quan huyên chưa? Một trưởng lão tộc Bác Thiên ở bên cạnh ông ta trầm giọng nói chưa,
Hôm đó Chân Vũ Trụ không ra tay với Vũ Trụ Quan Huyên, sau khi người của chúng ta ra tay thì chúng lập tức rút quân. Nghe thế sắc mặt Bác Thiên Khuyết trở nên u ám, bị gài bẫy rồi. Sắc mặt các cường giả tộc Bác Thiên khác cũng cực kỳ khó coi, lần này bị Chân Vũ Trụ lừa rồi. Dĩ nhiên là bên mình cũng có vấn đề, không điều tra kỹ về Vũ Trụ Quan Huyên mà đã đi đánh úp người ta, kết quả bị người ta tiêu diệt. Tất nhiên không ai dám lên tiếng về vấn đề này vì lúc đó người quyết định đi thẳng đến Vũ Trụ Quan Huyên là Bác Thiên Đạo. Lúc này ông lão tộc Bác Thiên ở bên cạnh bỗng nói, vừa nhận được tin hình như Diệp Quân đó đến loạn tinh giới rồi. Bác Thiên Khuyết nhíu chặt mày, loạn tinh giới. Ông lão tộc Bác Thiên gật đầu, đúng thế. Bác Thiên Khuyết ngờ vực, hắn đến loạn tinh giới làm gì? Loạn tinh giới. Cho dù là đại đế như họ, cũng sẽ không dễ gì đặt chân đến nơi này, nơi đó đặc biệt hơn biên giới, lại có đủ kiểu kiếp nạn. Năm đó quân viễn chinh của Chân Vũ Trụ muốn chinh phục nơi đó, thế nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Nhưng vì nơi đó không đối đầu với Chân Vũ Trụ nên Chân Vũ Trụ cũng không cho phép người trong đó ra ngoài. Thế là cho đến nay lối vào nơi đó vẫn được quân viễn chinh của Chân Vũ Trụ canh giữ. Ông lão tộc Bác Thiên lắc đầu, không biết. Bác Thiên Khuyết trầm tư một hồi rồi hỏi, hắn đi một mình à? Ông lão tộc Bác Thiên nói, hình như còn có một người phụ nữ váy trắng đi theo. Bác Thiên Khuyết nheo mắt, chỉ một người phụ nữ váy trắng. Ông lão tộc Bác Thiên gật đầu, đúng thế. Bác Thiên Khuyết nhìn ông lão, chắc chắn là chỉ có một người phụ nữ váy trắng đi theo, không còn ai khác chứ. Ông lão tộc Bác Thiên nói, chắc chắn, lần này đi theo hắn chỉ có một người phụ nữ váy trắng, vị võ thần của Vũ Trụ Quan Huyên và một vài cường giả đỉnh cấp trước đó luôn đi theo hắn cũng đã đến chiến trường hư chân rồi. Chỉ có một người. Bác Thiên Khuyết đi qua đi lại một lúc rồi nói, tiêu diệt chúng đi. Ông lão tộc Bác Thiên sửng sốt. Bác Thiên Khuyết phấn khích nói, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Ông lão Bác Thiên do dự rồi hỏi, là như thế nào? Bác Thiên Khuyết nói, ông thử nghĩ mà xem, lần này tộc Bác Thiên tổn thất nặng nề ở Vũ Trụ Quan Huyên. Trong tình huống này, Vũ Trụ Quan Huyên sẽ không nghĩ đến việc chúng ta lại dám đến lần nữa, ông nghĩ sao? Ông lão tộc Bác Thiên im lặng, nói thì nói thế nhưng cảm thấy hình như không ổn lắm. Bác Thiên Khuyết nói tiếp, lần này, là do Vũ Trụ Quan Huyên bắt đầu bành trướng. Diệp Quân đến loạn tinh giới mà chỉ dẫn theo một người, thế này không phải bành trướng thì là gì? Thế nên ta quyết định chúng ta đến đánh lén một lần nữa. Đánh lén một lần nữa. Nghe Bác Thiên Khuyết nói thế, các cường giả tộc Bác Thiên đều sửng sốt. Bác Thiên Khuyết trầm giọng nói, gọi các cường giả trong tộc đến, theo ta đi giết Diệp Quân. Ông lão tộc Bác Thiên đó do dự, sau đó nói, trưởng lão, ta nghĩ chuyện này hơi bất thường, có cần đợi tộc trưởng ra rồi để tộc trưởng quyết định không? Đợi cái gì? Bác Thiên Khuyết tức giận nói, đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một với tộc Bác Thiên, nếu bỏ lỡ, một khi Diệp Quân đó quay lại Vũ Trụ Quan Huyên, lúc đó muốn giết hắn sẽ khó như lên trời. Ông lão tộc Bác Thiên muốn nói lại thôi, Bác Thiên Khuyết lạnh lùng lên tiếng, Bác Thiên Liệt, ông sợ rồi à? Bác Thiên Liệt trầm giọng nói, ta chỉ thấy chuyện này rất trọng đại, chúng ta nên đợi tộc trưởng ra rồi tính. Bác Thiên Khuyết lạnh lùng nói, hiện giờ tộc trưởng bế quan tu luyện, sao có thể đến quấy rầy được? Hơn nữa, cũng không phải ông không biết tính cách của tộc trưởng, với tính cách của ông ấy, nếu biết được cơ hội ngàn năm có một ngày, ông ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên giơ hai tay đồng ý. Các cường giả tộc Bác Thiên im lặng không đáp, vì như Bác Thiên Khuyết nói, nếu Bác Thiên Đạo có ở đây, chắc chắn sẽ đồng ý cả hai tay. Bác Thiên Khuyết nói tiếp, Bác Thiên Liệt, ông nghĩ mà xem, chỉ có hai người Diệp Quân, mà cho dù người phụ nữ váy trắng có mạnh đến đâu thì cùng lắm chỉ là một Tuế Nguyệt Đại Đế. Ngay cả khi ta đánh giá quá cao người đó, cho rằng người đó là Mệnh Vận Đại Đế thì có làm sao? Bây giờ chúng ta còn hai vị Mệnh Vận Đại Đế, cộng thêm bọn ta, muốn giết cô ta chẳng phải như giết một con gà sao? Bác Thiên Liệt không nói gì, ông ta là người khá thận trọng nên chỉ mong đợi Bác Thiên Đạo ra rồi tính. Ngay lúc này Bác Thiên Khuyết nói, chỉ biết nói sao nghe vậy thì sao mà làm nên chuyện lớn được. Một cường giả tộc Bác Thiên cũng nói, đúng thế, ta nghĩ chúng ta có thể thử xem, dù sao cũng chỉ có hai người thôi, mặc dù Diệp Quân có tài nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, không thể là đối thủ của chúng ta, còn người phụ nữ váy trắng.
Bác Thiên Khuyết vung tay lên, để ta đối phó. Ông ta nói tiếp, cơ hội không thể để mất, mất rồi thì không có lần thứ hai, đi thôi. Dứt lời, ông ta dẫn theo một đám cường giả tộc Bác Thiên lao lên trời, dĩ nhiên để an toàn, ông ta còn dẫn theo hai mệnh vận đại đế duy nhất của tộc Bác Thiên hiện nay. Không lâu sau, hàng trăm cường giả tộc Bác Thiên xé tan thời không đến thẳng chỗ Diệp Quân và người phụ nữ váy trắng. Sau khi ra khỏi thôn thạch, cả đường đi Diệp Quân không nói lời nào, nhíu chặt mày, tâm sự nặng nề. Thật ra khi nhìn thấy Bát Huyền, hắn đã biết đối phương đã nhận ra hắn. Nhưng đối phương chọn cách không quen biết hắn. Hắn cũng không còn cách nào khác vì hắn cũng không muốn ép buộc Bát Huyền. Lúc này người phụ nữ bí ẩn đã quay lại bỗng nói, đừng canh cánh trong lòng chuyện này nữa, cố gắng tu luyện nâng cao thực lực đi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Chuyện cấp bách bây giờ là nâng cao thực lực, dù sao vẫn còn một cái hẹn một năm với chấp kiếm nhân. Đã khoe khoang đến mức đó, đến lúc đó nếu đánh không lại thì người mất mặt không chỉ là mình mà còn cả vũ trụ quan huyên. Dù sao bây giờ hắn cũng là người đại diện cho cả vũ trụ quan huyên. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân bỗng nhìn sang người phụ nữ váy trắng bên cạnh, cả đường đi cô luôn im lặng không nói gì, nếu mình không nói chuyện thì bà ấy tuyệt đối sẽ không mở lời. Không được, phải tìm chủ đề gì đó nói chuyện phiếm để tăng mức độ thân thiết của cô cháu. Diệp Quân nghĩ ngợi một chốc rồi nói, cô, Tiểu Tháp thường nhắc đến cô với con. Tiểu Tháp căng thẳng, không biết phải làm gì, sợ tiểu chủ này lại nói lung tung gì, sau đó mình sẽ biến mất khỏi thế giới này. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói gì? Diệp Quân nói, nó nói cô giết người không cần đến nhát kiếm thứ hai, là thật sao? Người phụ nữ váy trắng, con nghĩ sao? Diệp Quân cười nói, con nghĩ với thực lực của cô, đừng nói là giết người, dù hủy diệt tất cả vũ trụ đã biết tên bây giờ chắc hẳn cũng không cần đến nhát kiếm thứ hai. Người phụ nữ váy trắng nói, sai rồi. Diệp Quân sửng sốt. Người phụ nữ váy trắng lại nói, phải lược bỏ chữ chắc hẳn đi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Tiểu Tháp. Người phụ nữ váy trắng bỗng nói, định bao lâu thì đạt đến cảnh giới đại đế. Diệp Quân nói, con mong muộn một chút. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân cười nói, vì như thế thì có thể học tập cô nhiều một chút, hơn nữa cô ở đây, chắc chắn cha cũng sẽ về thường xuyên. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân không nói gì thêm nữa. Diệp Quân bỗng nói, cô ơi, con có một chiêu kiếm kỹ, con thi triển cho người xem, người chỉ dạy cho nhé. Được không? Nói rồi hắn cũng không đợi người phụ nữ váy trắng trả lời đã tung ra một nhát kiếm. Thời không nơi nhát kiếm đánh chúng sụp xuống. Đạo kiếm. Nhát kiếm này được hắn sửa lại dựa trên đạo quyền của chân thần. Một nhát kiếm là một đạo là một nhát kiếm. Trong kiếm có đạo của mình, đạo của lòng tin vô địch. Cho nên khi nhát kiếm này được tung ra, sức mạnh của nó là vô tận, không ai ở cấp bậc dưới đại đế có thể ngăn được nó. Thi triển xong, Diệp Quân vội nhìn người phụ nữ váy trắng, vẻ mặt đầy mong đợi. Người phụ nữ váy trắng lại bình tĩnh như nước, không nói gì. Thấy người phụ nữ váy trắng không lên tiếng, Diệp Quân hơi thấp thỏm, không tốt sao ạ? Người phụ nữ váy trắng đang định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy vẻ thấp thỏm của Diệp Quân trước mặt, bà ấy do dự một chút, nhìn gương mặt giống anh trai mình đến 7-8 phần của Diệp Quân, tim bà ấy bỗng mềm nhũn. Vẻ mặt thêm vài phần dịu dàng, thế là thay đổi lời mình định nói lúc đầu, con mới 17-18 tuổi mà đã kiên định với lòng tin kiếm đạo như thế thì cho dù là trong lịch sử lâu dài cũng hiếm thấy chứ đừng nói là thời đại hiện nay. Nghe thế Diệp Quân mừng rỡ, nở nụ cười rạng rỡ, có thể được người cô này khen ngợi, dĩ nhiên hắn cực kỳ vui mừng. Có điều, ngay lúc này, người phụ nữ váy trắng lại nói, nhưng với cá nhân ta, kiếm đạo của con vẫn còn khá nhiều thiếu sót. Diệp Quân hỏi, là sao ạ? Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, mục tiêu của con là vô địch à? Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ váy trắng nói, tại sao lại phải vô địch? Diệp Quân nói ngay, không ai có thể giết chết con. Người phụ nữ váy trắng lắc đầu nhưng không nói gì. Diệp Quân vội hỏi, sao thế ạ? Người phụ nữ váy trắng nói, lòng tin vô địch mà con nói chẳng qua chỉ là nghe con không biết sợ hổ mà thôi.
Diệp Quân trầm giọng nói, ý của cô là con chưa từng gặp phải cường giả vô địch thật sự nên tự mình nói vô địch thật ra chỉ là một biểu hiện vô tri thôi. Người phụ nữ váy trắng nói, tại sao nghe con không biết sợ hổ? Vì không biết, vì nó không biết sự lớn mạnh của hổ, nhưng nếu để nó tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của hổ, con nói xem nó có sợ hổ không? Diệp Quân không nói gì. Người phụ nữ váy trắng nói, nếu sau khi nhìn thấy hổ mạnh như thế nào mà nó vẫn có thể không sợ hổ, còn muốn đánh bại hổ thì sự can đảm này thực sự rất đáng quý. Còn con, nếu sau khi nhìn thấy người vô địch mà con vẫn dám có niềm tin vào sự vô địch này, đó mới là lòng tin vô địch thật sự, đã biết trời cao thế nào mà còn dám bước lên trời, đây mới thực sự là lợi hại. Diệp Quân khẽ nói, cha bảo cô dẫn con đến tập luyện, mục đích là vì điều này ư. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, một trong các mục đích của huynh ấy. Diệp Quân cười nói, con sẽ cố gắng học tập với cô. Người phụ nữ váy trắng nói, con rất tài giỏi. Diệp Quân vui mừng khôn xiết, nhưng lúc này người phụ nữ váy trắng lại nói, nhưng vẫn kém huynh ấy một chút. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, đây không phải khen mình mà là khen cha. Tiểu Tháp cạn lời, nắm chắc phần thắng trong tay. Xét về công bằng, với tài năng của Diệp Quân chắc chắn là mạnh hơn kiếm chủ nhân gian, trong thế hệ thứ ba, tài năng của Diệp Quân là yêu nghiệt nhất. Dĩ nhiên trong mắt thiên mệnh, ca ca luôn là người xuất sắc nhất. Người phụ nữ váy trắng bỗng nói, loạn tinh giới ở đâu? Người phụ nữ bí ẩn, phía bắc. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, tay trái bỗng nắm lấy bả vai Diệp Quân, ngay sau đó Diệp Quân cảm thấy thời không trước mặt đều trở nên hư ảo. Vô số thời không xung quanh tựa như tia chớp lướt qua trước mắt, hắn hoảng sợ vội nhắm chặt mắt lại nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại cảm thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Diệp Quân mở mắt ra, lúc này hắn và người phụ nữ váy trắng đã ở trong một tinh không rộng lớn mênh mông, tinh không xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Diệp Quân nhìn chằm chằm phía xa, cách trước mặt hắn mấy vạn trượng có một cánh cổng ánh sáng rộng mấy trăm vạn trượng, bao trùm cả tinh không. Vô cùng ngoạn mục. Cánh cổng ánh sáng này rất kỳ lạ, như thế được phù văn ngưng tụ thành, tản mát ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Diệp Quân biết đây chắc hẳn là cánh cổng đi đến loạn tinh giới. Diệp Quân khá ngạc nhiên, người cô này đúng thật là lợi hại, từ thôn thạch lúc nãy đến đây không biết bao xa nhưng họ chỉ mất chưa đến một giây đã có thể đến nơi. Đáng sợ thật. Lúc này người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, năm đó Quân Viễn Trinh cũng từng đến đây. Muốn chinh phục loạn tinh giới. Diệp Quân hỏi, thất bại rồi sao? Người phụ nữ bí ẩn nói, cũng được coi là thất bại. Loạn tinh giới này đặc biệt hơn biên giới Bắc Thiên giới, bên trong ẩn chứa đủ các loại tai họa, chẳng hạn như vốn dĩ chỉ có đạt đến cảnh giới Tuế Nguyệt Đại Đế mới xuất hiện tam tai tam kiếp, nhưng trong loạn tinh giới này, không có chỗ nào mà không có. Không chỉ thế còn có mệnh kiếp vô cùng đáng sợ, tức là muốn trở thành mệnh vận Đại Đế mới xuất hiện mệnh kiếp. Nhưng ở trong này lại xuất hiện thường xuyên. Diệp Quân hỏi thắc mắc, tại sao? Người phụ nữ bí ẩn nói, vì nơi này rất đặc biệt, theo ta được biết, nơi này có văn minh trước nền văn minh thần đạo, tức là văn minh trước đó của văn minh thần đạo, nhưng sau đó khi họ đại chiến với thần đạo của chủ nhân Bút Đại Đạo, bị thần đạo đánh bại rồi chạy trốn đến nơi này, hơn nữa còn thiết lập các kiếp trận đáng sợ. Lúc đầu họ còn có thể khống chế được các kiếp trận này nhưng sau đó không biết vì sao mà kiếp trận ở đây đã bị mất khống chế. Diệp Quân khá ngạc nhiên, mất khống chế ư. Người phụ nữ bí ẩn nói, đúng thế, từ sau khi bị mất khống chế, nơi này đã bắt đầu trở nên biến thái. Các tai họa vượt khỏi tầm kiểm soát, bắt đầu làm loạn lên, những người còn sống sau các tai họa này đều rất biến thái. Diệp Quân nói, sở dĩ năm đó Quân Viễn Trinh không thể chinh phục được nơi này là vì các tai họa này à? Người phụ nữ bí ẩn nói, có nguyên nhân về mặt này, vì tiến vào bên trong, cho dù mạnh như Quân Viễn Trinh cũng khó có thể thích ứng những kiếp nạn, tất nhiên ngoài những điều này, các cường giả sống sót ở nơi này cũng cực kỳ mạnh, là mạnh thật đấy. Vì họ đã sống trong một môi trường khắc nghiệt như vậy từ khi còn nhỏ. Những người có thể sống sót trong môi trường này đều là những kẻ tàn nhẫn trong những kẻ tàn nhẫn. Diệp Quân khẽ gật đầu hỏi, lẽ nào họ chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đó? Người phụ nữ bí ẩn cười nói, tất nhiên họ có nghĩ đến chuyện này, trước đây họ từng tổ chức cho các cường giả đánh ra ngoài, nhưng khi ở bên ngoài,
họ không có ưu điểm về địa lý như ở bên trong này nên lần nào cũng bị quân Viễn Chinh đánh lui. Trần Vũ Trụ từng đánh giá, nếu không có ưu thế về địa lý đó thì loạn tinh giới này sẽ không đánh lại Trần Vũ Trụ. Trần Vũ Trụ. Diệp Quân im lặng không nói, thật ra bây giờ nếu mấy người cô không ra tay, Vũ Trụ Quan Huyên cũng không đánh lại Trần Vũ Trụ, không có bất kỳ phần thắng nào. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, cha ngươi bảo ngươi đến đây trải nghiệm tập luyện là một lựa chọn cực kỳ chính xác, ở đây ngươi chắc chắn có thể nâng cao cảnh giới đến mức rất cao. Diệp Quân gật đầu, hắn cũng khá mong chờ với loạn tinh giới này. Đúng lúc này, người phụ nữ váy trắng bỗng nói, đi thôi. Nói rồi bà ấy đi về phía cánh cổng ánh sáng đó. Diệp Quân vội đi theo sau. Nhưng đúng lúc này, thời không phía sau hai người bỗng rung chuyển. Ngay sau đó gần cả trăm khí tức mạnh mẽ ập đến. Diệp Quân nhíu mày xoay người lại nhìn, thời không ở đằng xa bỗng nứt ra, sau đó Bác Thiên Khuyết dẫn theo cường giả tộc Bác Thiên bước ra. Khi nhìn thấy là tộc Bác Thiên, Diệp Quân sửng sốt. Tộc Bác Thiên này điên rồi sao? Thế mà còn dám đến nữa? Lúc nhìn thấy hai cô cháu Diệp Quân, Bác Thiên Khuyết bỗng cười phá lên, đúng như ông ta dự đoán, Diệp Quân thực sự quá bất cẩn. Ra ngoài mà chỉ dẫn theo một người, quả thật là kiêu ngạo. Những cường giả tộc Bác Thiên khác cũng nở nụ cười, nếu ở đây có các cường giả đỉnh cấp của Vũ Trụ Quan Huyên thì họ còn kiêng dè sợ hãi, dù sao các cường giả đỉnh cấp của Vũ Trụ Quan Huyên vẫn rất đáng sợ, thế nhưng lúc này chỉ có hai người. Thế này chẳng phải có thể tùy ý nắm bóp sao? Nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Bác Thiên Khuyết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ váy trắng, các ngươi đi giết Diệp Quân. Nhớ cho kỹ đừng nương tay, cùng nhau xông lên. Còn người phụ nữ này, ta sẽ giải quyết, ta muốn cho bà ta thấy thế nào là đại đế. Ông ta vừa nói vừa tiến đến trước một bước, khí thế ngút trời, tức giận chỉ vào người phụ nữ váy trắng, người phụ nữ kia, bà có dám đánh với ta không? Có dám đánh với bổn đế không? Giọng nói Bác Thiên Khuyết vang vọng khắp thiên địa như chuông đồng, khiến tinh không chấn động đến là khủng khiếp. Khí thế của một đại đế quét ngang tứ phía, hung bạo ngang ngược vô cùng. Lệnh của Bác Thiên Khuyết vừa ra, các cường giả tộc Bác Thiên lập tức lao về phía Diệp Quân mà không chút chần chừ. Đi đầu chính là hai mệnh vận đại đế. Vào khoảnh khắc họ vừa cử động, hai luồng khí thế khủng bố đã khóa chặt lấy Diệp Quân, đồng thời từ trên người họ tản ra khí tức hùng hậu khiến cả ngân hà run rẩy. Đây chính là mệnh vận đại đế. Cường giả bực này luôn thuộc cấp bậc cao nhất. Kinh khủng nhất ở bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ. Mà Diệp Quân hiện nay chỉ mới đến cảnh giới địa tiên mà thôi, đứng trước họ chẳng khác gì loài kiến cỏ, không có lấy một chút sức lực chống trả nào. Để phòng ngừa mọi bất trắc, tộc Bác Thiên còn phái ra hơn trăm cường giả chỉ với một mục tiêu duy nhất, Diệp Quân. Bọn họ thề phải kết liễu sinh mạng hắn vào hôm nay, chấm dứt mọi hậu hoạn. Ánh mắt Bác Thiên Khuyết nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng không rời đi. Bên trong là chiến ý ngút trời. Nhưng mục đích của ông ta chỉ đơn giản là hai chữ giữ chân, chỉ cần đối phương không ra tay thì ông ta cũng chẳng động thủ làm gì. Đồng thời ông ta cũng cảnh giác vô cùng, không dám có một chút lơ là. Người có thân phận đặc thù như Diệp Quân chắc chắn sẽ không rời nhà mà chỉ mang theo nhân thủ tầm thường. Nhưng lợi thế quân số vẫn nằm bên tộc Bác Thiên, nên ông ta không lo lắng lắm. Còn Diệp Quân thì đang vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng không rõ vì sao, nhưng chỉ cần đứng bên vị áo trắng này là lập tức cảm thấy an toàn tuyệt đối. Đương lúc hai mệnh vận đại đế vọt đến, người phụ nữ chỉ chập hai ngón tay lại, khẽ ngoác một cái. Chỉ một động tác nhỏ này. Xoẹt! Kiếm quang lóe lên, hơn 100 cái thủ cấp đầm đìa máu đồng loạt bay lên không trung. Đầu đã mất nhưng thân thể vẫn còn di chuyển theo quán tính, tạo thành cảnh tượng kinh dị vô cùng. Bác Thiên Khuyết như bị sét bổ chúng mà dại ra tại chỗ, hai mắt trợn tròn đầy khó tin. Điên mất rồi. Sao lại bị giết trong nháy mắt thế được? Hơn 100 cường giả tộc Bác Thiên bị sát hại trong chớp mắt, trong đó còn có hai đại đế. Mệnh vận đại đế cơ đấy. Cả người ông ta phát run, lắp bắp sao? Sao lại thế được? Cảm thấy mình chẳng khác gì đang nằm mơ. Bởi mọi thứ đang vượt quá nhận thức của ông ta. Làm sao có thể hạ sát mệnh vận đại đế trong chớp mắt thế được? Làm sao có thể? Nhưng rồi ông ta nhanh chóng chấp nhận sự thật này,
đồng thời cũng nhận ra sở dĩ các cường giả tộc Bác Thiên bỏ mạng ở vũ trụ quan huyên ngày đó không phải vì song phương hỗn chiến, mà là bị người phụ nữ này giết. Xong rồi. Xong đời rồi. Gương mặt Bác Thiên khuyết xám ngoét như tro, ánh mắt nhìn người phụ nữ váy trắng như đang nhìn hồn ma bóng quế. Sức mạnh của người này nằm ngoài tầm hiểu biết của ông ta. Không chỉ Bác Thiên khuyết mà Diệp Quân cũng rúng động không nhẹ. Tuy hắn từng thấy vị này ra tay ở Nam Châu, nhưng khi tận mắt chứng kiến cường giả tộc Bác Thiên bị chém đầu vẫn khiến cõi lòng hắn chấn động không thôi. Giờ phút này, hắn mới nhận ra trò đùa của Tháp Gia trước kia vô lý cỡ nào. Đại kiếm tiên ư, dẹp con mẹ nó đi. Người phụ nữ váy trắng nhìn Bác Thiên khuyết với vẻ mặt vô cảm, nhà ngươi ở nơi nào? Chỉ đi. Sắc mặt ông ta trắng bệch như giấy, ta có chết cũng không nói cho ngươi. Diệp Quân vội vàng chỉ tay về bên phải, bên này nè cô. Bác Thiên khuyết. Người phụ nữ váy trắng không nhiều lời nữa, khép hai ngón tay lại vung lên. U. Kiếm hành đạo thoát cái phóng ra từ cơ thể Diệp Quân. Bác Thiên giới. Bác Thiên đạo đang bế quan thì cảm nhận được gì đó, bèn ngẩng phát đầu lên. Một khắc sau, ông ta biến sắc kịch liệt, lập tức lắc mình thoát khỏi Bác Thiên giới. Đó cũng là lúc một thanh kiếm ầm ầm lao xuống. Duỳnh. Toàn bộ Bác Thiên giới bị hủy diệt chỉ trong một khắc. Một nhát kiếm, một thế giới. Không chỉ Bác Thiên giới mà cả biên giới của nó cũng bị xóa số. Trong một vùng hư không khác, Bác Thiên đạo nhìn cảnh tượng đang diễn ra với vẻ mặt ngu dại. Bác Thiên giới biến mất rồi ư. Trong đầu ông ta chỉ còn lại tiếng ong ong. Một bóng người xuất hiện cạnh bên, chính là người không đi theo Bác Thiên khuyết Bác Thiên liệt. Bác Thiên đạo quay lại thét lên, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Bác Thiên liệt trần trừ rồi kể lại chuyện Bác Thiên khuyết truy sát Diệp Quân và sự xuất hiện của người phụ nữ váy trắng. Nghe đến đoạn này, Bác Thiên đạo cũng không nhịn được nữa, tiên sư bố nó cái thằng ngu. Bác Thiên liệt ngập ngừng, đang muốn nhắc nhở ông chính là tiên sư của Bác Thiên đạo chứ ai, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn không nói ra. Tộc trưởng đang máu nóng lên đầu, tốt hơn vẫn đừng nên đổ dầu vào lửa để tránh chết cháy oan. Bác Thiên đạo điên tiết đến nỗi mặt đỏ dần dần. Ai mà ngờ được trong lúc ông ta bế quan thì Bác Thiên khuyết lại dẫn đám cường giả còn lại của tộc Bác Thiên truy sát Diệp Quân cơ chứ. Điên rồi à? Thằng ngu! Bác Thiên đạo không kiềm được mà lại thét gào mắng chửi đến muốn nổ phổi. Tộc Bác Thiên tuy đã tổn thất kha khá tộc nhân ở vũ trụ quan huyên nhưng vẫn chưa đến mức diệt tộc, chỉ cần tập trung phát triển là lại có thể chậm rãi khôi phục, nào ngờ Bác Thiên khuyết bây giờ lại khiến cả tộc bị tiêu diệt. Mà mẹ nó! Sao mình lại có thằng hậu duệ đần độn đến vậy? Bác Thiên đạo tức điên cả người. Bác Thiên liệt trần trừ hỏi, tộc trưởng, phải làm sao bây giờ? Bác Thiên đạo im lặng với gương mặt xanh mét. Ông ta vốn định tiếp tục tu luyện, giờ thì cả tộc đều tan tành, nhà cửa cũng bị hủy diệt hết thảy. Cơn tức trôi qua, thay vào là nỗi sợ. Sợ hãi ăn sâu vào lòng Bác Thiên đạo. Ông ta biết. Nếu ban nãy không nhanh chân bỏ chạy khi nhát kiếm kia lia tới thì bản thân cũng đã toi mạng rồi. Sức mạnh của người phụ nữ váy trắng kia không tầm thường. Bác Thiên đạo trầm tư hồi lâu, còn tộc nhân sống sót không? Bác Thiên liệt báo cáo, vẫn còn thế hệ nhỏ hơn ra ngoài rèn luyện từ trước, nhưng không nhiều. Bác Thiên đạo nhắm mắt lại, ra lệnh, gọi chúng về một chỗ, mai danh ẩn tính, tập trung tu luyện cho tốt. Bác Thiên liệt gật đầu, vâng. Bác Thiên đạo, sao lần này chuyển thế, ta có cảm giác mình bị người khác xem như con. Bác Thiên liệt thấp giọng thở dài. Tộc Bác Thiên, ai mà ngờ nói tuyệt diệt là tuyệt diệt cơ chứ. Bác Thiên đạo, xem ra phải dùng cách vô sỉ rồi. Dứt lời, ông ta dẫn theo Bác Thiên liệt biến mất. Không lâu sau, một đốm sáng xuất hiện ở biên giới đã sụp đổ. Một cô gái áo trắng với dung nhan tuyệt thế xuất hiện. Cao mày nhìn bốn phía, rốt cuộc là ai mà có thể phá hủy biên giới vũ trụ. Lại một cô gái áo xanh xuất hiện phía sau, dung mạo không thua gì người trước. Cô ta liếc nhìn xung quanh, cười hỏi, tỷ tỷ, đây chính là vũ trụ thần đạo mà các đời trước hay nói đến sao? Cô gái áo trắng đáp, ta không biết. Cô gái áo xanh, cần báo cho tộc nhân không? Cô gái áo trắng lắc đầu, tạm thời khoan đã. Chúng ta đi quan sát tìm hiểu nơi này tiếp xem. Bằng không để tộc nhân lỗ mãng đến đây e rằng sẽ gặp họa.
Cô gái áo xanh cười tự mãn, tộc chiêm đài chúng ta thì sợ ai cơ chứ? Cô gái áo trắng nhíu mày, ta đã dặn bao nhiêu lần là không được khinh thường khi hành động rồi, sao vẫn không chịu nghe lời hả? Cô gái áo xanh le lưỡi, dạ rồi, ta nghe tỉ tỉ hết được chưa? Cô gái áo trắng liếc nhìn đối phương, nghiêm túc nói, muội nghĩ xem, phá hủy được biên giới vũ trụ thì sức mạnh phải đến đâu cơ chứ? Đây là việc mà tổ tiên chúng ta năm xưa dốc toàn lực cũng không làm được, tức người đó phải mạnh đến cực kỳ khủng khiếp mới thành công. Cô gái áo xanh nghe vậy thì đanh mặt lại. Cô gái áo trắng lại nhìn xung quanh, nói, đi nhìn thử xem. Hai tỷ muội hóa thành tia sáng biến mất. Chân vũ trụ. Tả tướng và võ tướng ngồi đối diện nhau trong chân thần điện, thần sắc nặng nề vô cùng. Bác thiên giới bị xóa sổ rồi. Chuyện trọng đại như vậy đương nhiên không thể giấu giếm qua mắt chân vũ trụ. Tả tướng lên tiếng, ở Nam Châu, bác thiên đạo từng dẫn dắt mấy trăm cường giả, nhưng đều bị một người phụ nữ áo trắng chém chết trước cổng Diệp Phủ. Lần này, người tiêu diệt bác thiên giới cũng chính là người này. Một tia ưu sầu hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của bà ta, chúng ta đã xem nhẹ vũ trụ quan huyên và người này rồi. Võ tướng thấp giọng nói, 30 triệu năm trước, vì kiếm chủ nhân gian mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về người này, không ngờ lại mạnh đến vậy. Tả tướng, năm đó nàng ta không ra tay, có phải để cho kiếm chủ nhân gian đột phá tâm trung chi thần không? Võ tướng không đáp. Tả tướng đứng dậy, sức mạnh của vũ trụ quan huyên đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta phải báo cho chân thần. Nói xong thì rời đi mất. Trước cánh cửa ánh sáng ở loạn tinh giới, người phụ nữ váy trắng vươn tay gọi kiếm hành đạo quay về rồi thu nó vào. Diệp Quân ngạc nhiên, cô, thanh kiếm. Bà ấy nói, ta quên. Rồi mới đưa trả nó lại cho hắn. Tuy nói là không thể lệ thuộc vào ngoại vật nhưng vẫn phải có ngoại vật chứ, còn dùng hay không thì là chuyện của hắn. Người phụ nữ váy trắng nói, đi. Bà vung tay, trực tiếp xóa sổ bác thiên khuyết rồi xoay người đi về phía cánh cửa. Diệp Quân nhanh chóng đi theo. Trên đường đi, hắn hỏi, cô ơi, bác thiên giới. Người phụ nữ váy trắng lãnh đạm đáp, không còn nữa. Không còn. Diệp Quân im lặng trong khiếp sợ. Chỉ một đường kiếm mà đã hủy diệt cả bác thiên giới ư. Siêu dữ. Hắn lại thốt lên, cô ơi, con còn biết chân vũ trụ ở đâu nữa nè. Tiểu tháp. Nghe thấy lời của Diệp Quân, người phụ nữ váy trắng sửng sốt. Người phụ nữ bí ẩn trong người Diệp Quân cất lời, nếu tiếp tục như thế, hắn thật sự sẽ trở thành vua dựa dẫm đấy. Tiểu tháp đáp, ta cũng thấy có vẻ gọi người hoài cũng sẽ bị nghiện. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân bị nhìn đến mức hơi chột dạ, cô. Người phụ nữ váy trắng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo lập tức xuất hiện trong tay bà ấy không hề nhiều lời, thẳng thừng vung kiếm lên cánh tay phải của Diệp Quân. Bốp! Một âm thanh vang lên, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi, sau đó dần nổi gân xanh đầy mặt, mạch máu như muốn nổ tung. Điều đáng sợ nhất là lúc này, hắn cảm thấy linh hồn mình như bị thứ gì đó nuốt chửng, xương cốt trên người như đang bị người khác dùng dao gọt đi. Nuốt hồn gọt xương. Diệp Quân không chịu được nữa, bắt đầu hét to vô cùng thê thảm. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân ngồi co người dưới đất, cơ thể liên tục run rẩy. Còn người phụ nữ váy trắng thì đang ở bên cạnh im lặng nhìn hắn, lúc này, sắc mặt Diệp Quân trắng bệch như tờ giấy, không có chút màu máu, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, dường như đang bị mệt lả. Lại một lúc lâu trôi qua, Diệp Quân mới hồi phục được một chút. Người phụ nữ váy trắng cất lời, đi thôi. Sau đó, bà ấy xoay người đi về phía cánh cửa ánh sáng phía xa. Dù Diệp Quân còn rất yếu, nhưng hắn cũng đã đỡ hơn trước đó nhiều. Bèn đứng dậy đi theo. Trên đường đi, người phụ nữ váy trắng đột nhiên hỏi, biết vì sao con bị đánh không? Diệp Quân gật đầu, chuyện của con phải tự giải quyết, không nên lệ thuộc vào cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, lần đầu lúc gặp con, ta rất thích con, khi đó dù con yếu, nhưng con có trái tim cường giả chân chính, gặp chuyện có dũng có mưu, không muốn lệ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng bây giờ, con dần trở nên không nghiêm túc, cũng không thể nhìn rõ được bản thân như trước đây. Dứt lời, bà ấy lắc đầu, ta rất thất vọng. Diệp Quân cúi đầu im lặng.
Người phụ nữ váy trắng nói tiếp, có một vài chuyện, người khác giải quyết giúp con và con tự giải quyết không giống nhau. Diệp Quân gật đầu, cô, những đạo lý mà người nói, con đều hiểu cả, nhưng người mạnh như thế, ở bên cạnh người con sẽ có cảm giác rằng bản thân cũng vô địch, thật đấy. Ở cùng với người, con cảm thấy tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề nữa, thấy ai cũng như là kiến. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, thật ra việc này cũng phải trách cô, là do cô quá mạnh. Người phụ nữ váy trắng lại nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân lại nói, điều đáng sợ nhất là dù cô tiêu diệt tộc Bác Thiên bằng một kiếm, con vẫn không biết sốt cuộc cô mạnh đến mức nào. Cô, với góc độ của người, con thật sự hơi lệ thuộc, nhưng người không biết rằng, với góc độ của con, người rất mạnh, tựa như thần tiên vậy, ở bên cạnh người, ai mà không có suy nghĩ lệ thuộc chứ? Người phụ nữ váy trắng không nói gì, bà ấy mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo xuất hiện. Mí mắt Diệp Quân lập tức khẽ giật, nhất thời không dám nói gì thêm. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, một tháng, nếu không thể đạt đến đại đế, mỗi ngày ta sẽ đánh con một trận. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Trong lúc nói chuyện, hai cô cháu đã đi tới trước cánh cửa ánh sáng kia. Lúc này, cánh cửa hơi dao động, sau đó, một cao thủ mặc áo giáp màu tím chậm rãi bước ra. Vừa mới xuất hiện, một khí thế đáng sợ đã lan ra từ trong cơ thể hắn ta, khiến thời không xung quanh rung động. Người phụ nữ bí ẩn trong người Diệp Quân chợt cất lời, Quân Viễn Trinh. Diệp Quân nhìn cường giả mặc áo giáp tím này, thầm thấy khiếp sợ, không ngờ đối phương lại là một vị đại đế. Cường giả áo giáp tím nhìn người phụ nữ váy trắng và Diệp Quân, nơi đây là loạn tinh giới, người ngoài không thể đi vào. Lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên vung tay áo. Oanh! Cánh cửa ánh sáng kia ầm ầm vỡ tan. Nét mặt của cao thủ áo giáp tím thoáng chốc cứng đờ, sau đó là vẻ khiếp sợ. Người phụ nữ váy trắng nhìn về phía Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân vội gật đầu, vâng. Sau đó, hai cô cháu đi về phía xa. Cường giả áo giáp tím ngơ ngác đứng im tại chỗ, cánh cửa ánh sáng này do chân vũ trụ năm đó mất rất nhiều tiền xây dựng, mục đích là để ngăn cao thủ loạn tinh giới ra ngoài, cũng chính là trận pháp này đã kềm chân cao thủ loạn tinh giới. Mà bây giờ, trận pháp này cứ thế tan biến rồi. Hắn ta cũng phải ngây người. Phải biết rằng, dù là Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không thể làm lay chuyển cánh cửa, mà lúc này, người phụ nữ kia chỉ vung tay lên một cái, cánh cửa này đã biến mất rồi. Cường giả cảm thấy cơ thể tê dại. Sau khi đi qua một vùng ánh sáng trắng, Diệp Quân xuất hiện trong một tinh không, hắn đang định cất lời thì chợt cảm nhận được điều gì đó nên tức khắc quay đầu lại. Mà lúc này, người phụ nữ váy trắng đã biến mất, thấy thế, Diệp Quân nhất thời sửng sốt, cô. Không ai trả lời. Diệp Quân đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của người phụ nữ váy trắng. Lúc này, giọng nói của người phụ nữ váy trắng đột nhiên vang lên trong đầu hắn, nơi này có mấy người khá mạnh, ta đi đánh bọn họ một trận, con chơi một mình đi. Nghe thấy thế, nét mặt Diệp Quân lập tức cứng đờ, một lát sau, hắn lắc đầu cười khẽ, cô này cũng nóng tính lắm. Diệp Quân đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này là loạn tinh giới. Như cảm nhận được điều gì, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay, nhưng kiếm hành đạo lại không xuất hiện. Diệp Quân sửng sốt. Diệp Quân lại vội vàng điều động đạo ấn và cây thần tự nhiên, nhưng cả hai đều không hề có phản ứng. Lúc này, tiểu tháp cất lời, đừng nhìn nữa. Mọi đồ vật của ngươi đều đã bị phong ấn rồi, kể cả ta. Sau đó, dường như nó nhận ra điều gì đó không đúng, vội vàng nói lại, nói sai rồi, ta không phải đồ vật. Người phụ nữ bí ẩn lên tiếng, tiểu tháp, người đúng là quá thông minh. Tiểu tháp, tất cả mọi thứ đều bị phong ấn. Diệp Quân lắc đầu cười, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cô gây ra. Ở nơi này, hắn không có bất cứ ngoại vật nào, cũng không có ai giúp đỡ, hắn không còn là con trai của nhân gian kiếm chủ, cũng không còn là vua của vũ trụ quan huyên, hắn chính là Diệp Quân. Lại trở về trước đây. Diệp Quân ngẫm nghĩ. Sau đó cười nói, thế này cũng hay. Dứt lời, hắn đi về phía xa, nhưng còn chưa đi được mấy bước, hắn chợt nổi da gà, ngẩng đầu nhìn lên. Xẹt! Trên đầu hắn có một tia sét màu đỏ đánh thẳng xuống như một con rắn. Kiếp!
Diệp Quân thầm sợ hãi, không dám đỡ sét, hắn biến thành một tia kiếm quang bay về phía xa, nhưng lúc hắn dừng lại, tia sét màu đỏ kia vẫn ở trên đầu hắn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi, thứ này còn biết đuổi theo nữa ư. Không thể né tránh, chỉ có thể chống lại. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một thanh kiếm ý phóng lên cao từ trong tay hắn. Oanh! Nhưng kiếm ý vừa mới tiếp xúc với thần lôi màu đỏ kia đã vỡ tan, thần lôi vẫn đánh xuống, Diệp Quân hoảng hốt, lại sử dụng một kiếm nữa. Ầm! Kiếm quang tản đi, Diệp Quân bị tia sét đánh rơi xuống từ trên trời, rơi vào trong một dãy núi. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân mới chậm rãi bò dậy từ trong một cái hố bùn, lúc này, quần áo của hắn đều đã cháy đen, đầu như ổ gà, vô cùng chật vật. Quan trọng nhất là cơ thể hắn bị nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn trào. Diệp Quân thầm thấy hoảng sợ, hắn không ngờ thần lôi này lại đáng sợ đến thế, thoáng chốc khiến hắn bị thương nặng. Diệp Quân vội vàng lấy một viên thuốc chữa thương ra uống vào, sau đó, nét mặt hắn trở nên cứng đờ. Vì hắn phát hiện hắn chỉ có thể sử dụng 10 viên đan chữa thương, những đan dược còn lại đều đã bị phong ấn. Thấy thế, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ. Đây là đang tăng độ khó cho hắn mà. Diệp Quân cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi uống đan dược, hắn bắt đầu ngồi thiền chữa thương, khoảng nửa canh giờ sau, thương tích trên người hắn gần như đã hồi phục. Lúc này, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tia sáng trắng rơi thẳng xuống đánh vào ngọn núi cao nghìn trượng, trong nháy mắt, ngọn núi kia biến thành tro bụi, dưới mặt đất có bụi bặm đất đá bắn lên tứ tung, đất trời trở nên hỗn loạn. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, hắn liên tục lùi về sau, tránh đống đất đá kia. Ngay lúc này, một tia sáng đen lại rơi xuống từ trên trời, ngay tại khu vực đất đá bay khắp nơi kia. Ầm, một tiếng nổ vang lên, có tàn ảnh liên tục lùi lại. Không biết có phải trùng hợp hay không, tàn ảnh này vừa khéo lùi đến chỗ cách Diệp Quân mười mấy trượng. Tàn ảnh hiện lên, đó là một cô gái mặc váy dài màu trắng, trên tay cầm thanh trường kiếm, quanh người cô ta còn có ba thanh phi kiếm bay lơ lửng. Đối diện cô gái là một ông lão tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt lại sáng như chim ưng, trông vô cùng hung tàn. Diệp Quân không nói gì, hắn lặng lẽ lùi về phía sau. Hai người họ đều là thần đế. Nhưng thực lực của bọn họ còn kinh khủng hơn một vài đại đế bên ngoài. Đương nhiên không thể để bị dính vào chuyện này được. Chuồn trước mới là thượng sách. Lúc này, ông lão kia đột nhiên nói, Lục Âm tiên tử, để đá tỷ kiếp lại là cô có thể đi. Cô gái không nhiều lời, đột nhiên giơ tay trái lên chắp hai ngón tay lại, sau đó quẹt tay phải lên kiếm, trên thân kiếm lập tức xuất hiện máu tươi, sau đó, tay trái cô ta bấm kiếm quyết. Tay phải cầm kiếm chĩa thẳng vào ông lão, phong kiếm quyết. Dứt lời, phi kiếm trong tay nàng ta lập tức bay đi, cùng lúc đó, thời không xung quanh ông lão áo đen chợt nứt ra, sau đó, vô số phi kiếm bay đi cùng một lúc. Nét mặt ông lão áo đen rất khó coi, ngươi điên rồi, không ngờ ngươi lại sử dụng cấm thuật này. Dứt lời, hai tay ông ta ra chiêu, trong nháy mắt, vô số làn khí đen tuôn trào từ trong cơ thể ông ta. Lúc này, phi kiếm Lục Âm triệu hoán liên tục chém về phía ông lão, khiến ông ta trở nên mệt mỏi, còn cô ta thì nét mặt nhợt nhạt, cực kỳ yếu ớt. Lục Âm đột nhiên rụt tay, sau đó cơ thể hơi run rẩy, biến thành một tia sáng trắng lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân sửng sốt, chợt, hắn cảm thấy sau lưng của mình va phải thứ gì đó mềm mại, không ngờ cô gái áo trắng tên Lục Âm này lại nằm hẳn trên lưng hắn. Diệp Quân sửng sốt, người phụ nữ này muốn làm gì? Không đợi Diệp Quân lấy lại tinh thần, cô gái đó bỗng đặt tay trái lên cổ họng hắn, uy hiếp, dẫn ta đến Thiên Huyền Tông, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nghe thấy thế, Diệp Quân đột nhiên xoay mình, lăn một vòng tại chỗ, đè cô gái xuống dưới, không đợi cô ta kịp phản ứng, hắn chợt đánh một quyền vào cổ họng cô ta. Rắc, cổ họng cô gái áo trắng lập tức bị nứt, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, Diệp Quân lại giẫm một phát lên bụng Lục Âm. Bốp, bụng của cô ta cũng vỡ ra, đá tỷ kiếp. Trên mặt đất, Lục Âm mở to hai mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không tin được. Cô ta không thể ngờ được rằng mình lại bị người đàn ông trước mặt này giết. Diệp Quân nhìn Lục Âm đang không thể tin được dưới đất, thấy cô ta định lên tiếng, hắn lập tức đá văng đầu cô ta. Viu,
Đầu của Lục Âm bay ra ngoài. Bị giết chỉ trong một giây. Lục Âm trợn mắt ngoác mồm, chết không nhắm mắt. Nét mặt Diệp Quân không thay đổi, hắn thuần thục cất nhẫn không gian của Lục Âm đi. Hắn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, dẫu sao cũng không liên quan đến hắn. Nhưng cô gái này lại cứ kéo hắn phải xen vào, còn uy hiếp hắn khiến hắn rất tức giận. Ta và cô không thù không oán, nhưng cô lại làm hại ta, vậy đương nhiên ta sẽ không nương tay. Diệp Quân hắn không phải người thấy phụ nữ là mềm lòng. Lục Âm chết đi, phi kiếm đang khống chế ông lão áo đen ở nơi cách đó không xa cũng biến mất ngay lập tức. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt có vẻ phòng bị. Diệp Quân nhìn ông ta, không lên tiếng, nhưng khí thế trên người đã ngưng tụ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tuy hiện giờ hắn chỉ ở cảnh giới địa tiên, nhưng chiến đấu với cường giả cảnh giới thần đế, hắn cũng không yếu. Cho dù sức chiến đấu của người trước mặt tương đương với một đại đế. Thấy Diệp Quân bình tĩnh như vậy, lông mày của ông lão áo đen hơi nhíu, sau khi im lặng vài giây, cuối cùng ông ta chậm rãi rút lui. Không lựa chọn ra tay. Thanh niên trước mắt không phải người bình thường, ông ta không có khả năng nắm chắc phần thắng, nhất là vừa rồi khi giao đấu với Lục Âm, ông ta còn bị thương, để phòng ngừa, ông ta vẫn nên thận trọng hơn, rút lui trước đã. Nhìn thấy ông lão áo đen lùi lại, Diệp Quân không đuổi theo, hắn cũng không chắc chắn mình có thể giết được đối phương. Sau khi ông lão áo đen rời đi, Diệp Quân xòe tay ra, nhẫn không gian của Lục Âm xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn thì thấy trong đó có gần 100 vạn linh nguyên, ngoài ra còn có rất nhiều thứ linh tinh nữa, hắn có kiếm hành đạo, cây thần tự nhiên và đạo ấn nên những thần vật bình thường chẳng là gì với hắn cả. Chỉ là rất nhanh Diệp Quân đã phát hiện một hòn đá. Hắn lấy nó ra, hòn đá không lớn chỉ bằng lòng bàn tay, bên trên có một phù văn bí ẩn. Người phụ nữ bí ẩn lập tức ngạc nhiên nói, đá tỷ kiếp. Diệp Quân hỏi luôn, đá tỷ kiếp là sao ạ? Bà ấy đáp, thứ này cực kỳ quý giá ở đây, là bảo vật vô giá đấy. Diệp Quân tò mò, như thế nào ạ? Người phụ nữ bí ẩn giải thích, nơi đây đâu đâu cũng có đủ loại kiếp, cho dù cường giả đại đế đi ra ngoài cũng phải cẩn thận. Sợ bị kiếp nào đó để mắt sau đó thi thoảng giáng xuống một lần. Nhưng nếu có đá tỷ kiếp này thì có thể tránh được điều này, bởi vì nó có thể tránh giúp ngươi. Diệp Quân khẽ nói, thì ra là vậy. Nói chứ hắn cũng vô cùng đau đầu với loại kiếp tồn tại ở đây. Vừa rồi suýt nữa hắn cũng bị đánh cho một đạo. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, đá này còn có một công dụng khác, đó là có thể đi đến một số thế giới đặc biệt dưới lòng đất. Theo ta được biết, sau khi nền văn minh trước văn minh thần đạo lụi bại, rất nhiều thế lực tông môn đều chiếm giữ rất nhiều nơi ở loạn tinh giới này, vì vậy bọn họ đã chiến đấu với thế lực bản địa ở đây. Cuối cùng rất nhiều tông môn đã sụp đổ, mà nơi những tông môn lớn ở cũng vì các loại kiếp mà trở thành cấm địa. Nói đến đây, bà ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, có đá tỷ kiếp này, người có thể đến một số thế giới đặc thù ở dưới lòng đất, có lẽ còn có thể thấy một số thế lực nền văn minh trước nền văn minh thần đạo. Diệp Quân hỏi, tiền bối đã gặp nền văn minh trước nền văn minh thần đạo chưa? Người phụ nữ bí ẩn trả lời, chưa. Sở dĩ ta biết những điều này là vì năm đó chân vũ trụ từng chiến đấu ở đây, chúng ta đã điều tra một chút. Thế lực tổng thể nơi này chắc chắn không bằng chân vũ trụ, nhưng cũng không yếu, nhất là một số thế lực nền văn minh vẫn luôn tồn tại trước nền văn minh thần đạo, nền tảng của họ thâm sâu khó dò. Diệp Quân hơi tò mò, nền văn minh trước nền văn minh thần đạo tên là gì ạ? Người phụ nữ bí ẩn đáp, nền văn minh vĩnh sinh. Diệp Quân chau mày, nền văn minh vĩnh sinh. Người phụ nữ bí ẩn giải đáp, đúng thế, nghe nói ở thời đại này, vạn vật vạn linh tu luyện đến cực hạn thì đều có thể trường sinh bất lão. Mà chủ nhân bút đại đạo cảm thấy nếu tất cả đều trường sinh thì cuối cùng toàn thể vũ trụ đều không chịu nổi bị vạn vật vạn linh hấp thu, cuối cùng sẽ hủy diệt. Vì vậy ông ấy tạo ra luân hồi, vạch ra giới hạn tuổi thọ cho mọi sinh linh, cũng bắt đầu từ chủ nhân bút đại đạo, vạn vật vạn linh không còn trường sinh nữa, cuối cùng đều sẽ về với cát bụi. Diệp Quân hỏi, vì thế hai bên bọn họ đã đánh nhau à? Người phụ nữ bí ẩn đáp phải, suy nghĩ của hai bên khác nhau nên đã đánh nhau, còn kết quả cuối cùng thì ngươi thấy rồi đấy. Chủ nhân bút đại đạo thắng, nền văn minh vĩnh sinh bị loại bỏ khỏi nơi này. Diệp Quân hơi khó hiểu, vì sao chủ nhân bút đại đạo không đuổi tận giết tuyệt.
Người phụ nữ bí ẩn trả lời, ai biết được. Diệp Quân gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhìn đá tí kiếp trong tay, hắn mỉm cười, có viên đá này hắn có thể tránh được không ít phiền phức. Diệp Quân cất đá tí kiếp đi, sau đó nhìn về phía cuối tinh không, không biết bây giờ cô đang đánh ai. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy luồng hơi thở mạnh mẽ, giây tiếp theo thời không đột nhiên tách ra, ba ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Quân ở nơi cách đó không xa. Mà ông lão áo đen cầm đầu chính là ông lão áo đen rời đi lúc trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.